Hôm nay là buổi thứ hai tại nhà tư gia của Phật tử Minh An. Rồi chị có danh gì? Dạ, Nhật Hướng. Nhật Hướng. Dạ. Minh An và Nhật Hướng. Buổi thứ hai cũng là bữa cuối. Thầy chia sẻ với đại chúng ngày hôm qua về nhận thức Phật giáo. Hôm nay thầy chia sẻ về một lối tư duy, nghĩa là chúng ta có văn, tư và tu. Chúng ta tư duy như thế nào, chúng ta cho ra sản phẩm của trí tuệ như thế nào. Điều đầu tiên chúng ta tư duy về sanh tử, nghĩa là chúng ta có sanh ra, chúng ta sẽ có chết. Vậy thì chúng ta sống trong một giấc mộng. Chúng ta không suy nghĩ đến cái việc tại sao chúng ta sanh ra, và chúng ta cũng không suy nghĩ là chúng ta chết, chúng ta đi về đâu. Như vậy chúng ta sanh ra để được chết. Vậy thì chúng ta phải sống một cuộc sống an ổn, mà chúng ta không phải sống một cuộc sống an vui. Ai rồi cũng chết, ai rồi cũng chết, khổ cũng chết mà vui cũng chết. Tại sao chúng ta phải khổ? Chúng ta tư duy về kiếp người. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta một lối tư duy bằng những công thức. Công thức thứ nhất, nghĩa là bạn hãy đặt cho bạn vào một cái khung của cuộc chơi. Nếu mà bạn đi chơi, bạn ở trọ, thì bạn có bao giờ trang trí cái nhà trọ của bạn không? Hay là nói sao để vậy? Để mình đi chơi mà mình thuê cái nhà trọ mình chơi, thì nhà trọ sao mình để vậy? Mình đi đến chơi xong rồi mình đi. Như vậy cuộc đời này là một cuộc chơi, nhưng mà ta thì ta lại lấy cái giả, rồi lấy cái của người khác biến thành cái của mình, cho nên là đau khổ với cái nhà của mình. Thì trước sau mình cũng rời khỏi cái nhà đó mình đi, nhưng mà bây giờ mình lại đau khổ với cái nhà. Mà mình đau khổ với cái gì sở hữu của mình thì thực sự ra nó không có gì là của mình. Quý vị thấy có đúng không? Mắt của mình, nhưng mà đến lúc nó mù rồi mình có mắt nó sáng, nó có sáng được không? Không. Nó khách quan, chúng ta vay mượn. Đến một lúc ngủ một đêm tới sáng nó tự mù, chúng ta không làm sao bắt nó sáng. Tay chân của chúng ta đến một lúc mà nó bại liệt thì chúng ta không làm sao bắt nó đi được. Bởi vì nó là thứ chúng ta vay mượn, chứ không phải nó là của ta. Nhưng mà ta nói là tay này là của ta, nên là gọi là tạm mượn. Cho nên ta còn phước, ta còn trả cho nó một cái giá là phước, cho nên ta sử dụng nó. Cho đến lúc cái tay này nó hết phước, muốn dở lên dở không được. Chúng ta không đủ khả bắt nó phải dở lên. Đến lúc ta hết phước để vay mượn cái chân, thì cái chân đi cũng được. Như vậy lối tư duy là chúng ta không hề sở hữu bất cứ một thứ gì, mà chúng ta đang bị đau khổ bởi những cái giả mà chúng ta vay mượn, gọi là tạm vay mượn. Quý vị có hiểu không? Cái thân này là ta tạm vay mượn, cái nhà là ta tạm vay mượn, cái xe là ta tạm vay mượn. Vậy thì những gì mà chúng ta gọi là chồng, là vợ, là con cái, là bạn bè, là cha mẹ cũng gọi là vay tuồng. Chúng ta cũng đóng vai thôi. Chúng ta ở trên một sân khấu để chúng ta đóng cái vai. Cái vai này là làm cha làm mẹ, cái vai này là làm vợ làm chồng, cái vai này là làm anh làm em. Cái vai này nó đóng cái vai vậy thôi. Vậy thì ai đóng cái vai đó hay thì người đó được xem như là làm tròn cái bổn phận, và người ta khen người đã đóng vai tuồng tốt. Chứ cũng hơn gì nữa. Có những người bây giờ quý vị đóng vai làm chồng mà quý vị không xứng đáng làm chồng thì người vợ không có nghe. Quý vị đóng vai làm cha mà quý vị đóng vai không tốt thì các con không có thương cha, phải không ạ? Đó có nghĩa là chúng ta không đóng đúng cái vai đó thì cái người xem, cái người mà người ta nhìn vào cái vai đó, người ta thấy mình diễn không có đạt. Như vậy các vai tuồng của cuộc đời mà ta tư duy được, để chúng ta đừng cho rằng mình đóng vai làm cha, đóng vai làm mẹ, đóng vai làm vợ, đóng vai làm chồng là mình nghĩ là cái vai tuồng đó nó ghê gớm lắm, là không có gì. Bữa nay ấy, nó đóng vai làm vợ của người này nhưng mà nó thấy làm ăn coi bộ không ổn, ông kia đóng vai dở quá nó chọn một diễn viên khác đóng, đúng không? Rồi nhỏ xíu không nghe được thôi tắt luôn cho rồi. Bởi vì phá không. Như vậy thì chúng ta hiểu được là anh có thể tắt ở bên trong nhà, có thể là chúng ta hiểu cái vai tuồng của cuộc đời. Nếu mà chúng ta đóng vai mà nó không khéo á, tắt nghe, không nghe luôn, tắt luôn. Không phải đâu, phải viên điện này. Có viên rồi, mọi thứ làm sao đó rồi. Để nên là cái vậy đi. Cho nên chúng ta hiểu một cách máy móc ấy, thì chúng ta hiểu là ai rồi cũng phải chết. Nhưng mà tại sao chúng ta sống? Bây giờ cái công thức thứ nhất ấy, là mình tạm mượn. Công thức thứ nhất là tạm mượn. Tạm mượn cái thân này để chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Tạm mượn cái nhà để làm cái chỗ ở. Anh coi lại cái chỗ viên phía sau này, coi chừng ba cái cục viên mà thầy viên cái dưới. Có nghĩa là khi chúng ta hiểu nó là một vai tuồng thì chúng ta đóng cái vai nào? Giả sử như thầy đóng cái vai là một nhà sư nhưng mà thầy đóng không đạt cái vai đó, quý vị cũng không có tôn trọng một ông sư. Chúng ta đơn giản vậy thôi. Làm chồng mà không đóng đúng cái vai ông chồng thì vợ không tôn trọng. Như vậy gia đình không hạnh phúc. Như vậy thì cái gia đình hạnh phúc thì chúng ta làm tròn cái bổn phận, cái vai tuồng của mình, nghĩa là ta đóng đúng cái vai. Đó, vậy thôi. Như vậy thì Đức Phật nói chúng ta tư duy về vấn đề đó. Chúng ta tư duy về việc của mình là đang làm cái gì, tại sao mình phải làm như vậy và mình phải làm sao cho nó đúng cái vai tuồng của một con người đang mượn cái thân này là cái thân luân hồi sinh tử. Chúng ta đóng đúng cái vai của con người. Đến lúc làm chồng nhưng không biết làm chồng là làm cái gì đó. Đức Phật mới dạy là có 5 bổn phận mà người chồng đối với vợ. Người chủ có 5 điều người chủ đối với tôi tớ. Tôi tớ có 5 điều đối với chủ. Người vợ có 5 điều đối với chồng. Nghĩa là ai cũng có bổn phận với nhau. Cho nên chúng ta là con phải đối với cha mẹ phải như thế nào? Con đối với cha mẹ phải ra làm sao? Thì cái bổn phận làm con là phải thương yêu cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, nghe lời cha mẹ dạy. Cha mẹ định đoạt như thế nào thì con cái phải tùy thuận cha mẹ mà báo hiếu. Rồi khi cha mẹ già, con cái phải lo lắng, chăm sóc thuốc men, phụng dưỡng cha mẹ. Cái đó là bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Vậy bổn phận của cha mẹ đối với con cái là như thế nào? Nuôi nấng con, thương yêu lo lắng cho con, dựng vợ gả chồng cho con, xây dựng sự nghiệp cho con và hy sinh cả đời cho con. Vì cha mẹ hy sinh thì đâu có còn gì để mà tính toán với con cái. Cho nên thầy có nói vui cái lối tư duy một cách tuyệt vời nhất là những gì của cha mẹ thì mặc định là của con cái, nhưng mà những gì của con cái chưa chắc là của cha mẹ. Lối tư duy để chúng ta không có cái gì mà chúng ta phải phiền hà. Nhà của mình nó nói là nhà của nó, nhưng mà nhà của nó thì không phải là nhà của mình. Như vậy thì con cái là cái gì? con cái là chủ nợ. Con cái là chủ nợ. Cho nên nói là con là nợ, chồng vợ là oan gia. Vậy là những người này là oan gia với nhau. Nghĩa là sao? Họ như hai con bò để cài. Khi họ liếc vô với nhau rồi thì hai người đều phải cài oan trái với nhau. Và bắt đầu lôi một cái cài. Cái cài đó là cái gì? Căn nhà, con cái, tài sản. Đấy, bắt đầu lớn lên thì con người người ta nói là ông bà già là hai con khỉ già. Thế thì mình hiểu là bây giờ là trở thành cái người giữ nhà cho nó. Hồi nhỏ đó thì sanh nó ra, nuôi nó lớn lên, tảo tần. Đến lúc mình lớn rồi, nó bắt mình ở nhà, giữ nhà cho nó. Vì mình suy nghĩ cái cuộc đời này mình sống để làm gì. Cho nên người Tây á, nó không có mua nhà nha. Đích thực người Úc hay người Mỹ, người Pháp, người Anh, đúng người của nó mà đúng tư tưởng của nó không có mua nhà. Nó giống như những dân tộc vậy đó. Có nghĩa là nó ở cái mức độ càng cao thì nó trở về với cái xã hội nguyên thủy thời mà ông cha ta không có ở chỗ nào yên. Nghĩa là họ di dân. Cái mùa này nè là cái mùa mưa, họ rút lên triền. Cái mùa kia mùa nắng, họ đi xuống sông, phải không? Cái mùa bão lũ, họ lên đỉnh núi. Họ không ở một chỗ nào. Cho nên người dân tộc mà mình vô mình cho nó cái nhà là sai rồi. Nó đâu có muốn ở chỗ nào đâu. Xây dựng cho nó một khu, nó ở một thời gian, không có gì nó ăn hết, nó là đành phải ba lô trên vai đi tìm cái săn bắn hái lượm để nó ăn. Thì đúng mức của cái người mà có một cái tư duy đúng đắn, họ sẽ tư duy rằng tao đâu cần cái nhà, nhà này không phải của tao. Thì con cái nó đâu có nghĩ là cái nhà đó của cha mẹ nó đâu. Cho nên nó tự lập. Và cái tư tưởng của cái người nước ngoài là nó thứ bảy chủ nhật nó phải nghỉ để nó đi chơi. Có bao nhiêu tiền nó đi chơi hết. Và đời cha thì cha lo, đời con thì con lo. Con nó đâu có cần tài sản của cha mẹ nó đâu. Còn người Việt Nam mình thì lạ lắm. Tậu cho ba cái nhà, bốn cái tiệm nail để tối ngày cái tài sản đó nó nhốt mình lại, không đi đâu được hết. Ăn không có giờ ăn, ngủ không có giờ ngủ. Rồi bắt đầu chịu cực, chịu khổ, đủ thứ trò. Đau khổ, đủ thứ hết. Tới chừng chết, hai bàn tay trắng buông xuôi. Có phải là chúng ta sanh trong một giấc mộng? Chúng ta chạy đua với cái thế giới mộng này. Chúng ta diễn những cái vở tuồng, vở ẹt. Đóng những cái vai vở ẹt, phải không? Làm vợ không ra vợ mà ra cái gì đâu không. Thành thử ra người vợ không đẹp trong mắt người chồng, phải không? Thành thử ra ta đóng cái vai không có đẹp. Do chúng ta tư duy không có đúng lắm. Hãy đóng vai tròn, hãy đóng cái vai của một người vợ tuyệt vời. Ngày xưa người phong kiến, người ta bắt cái người phụ nữ là phải công dung ngôn hạnh, rồi phải tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Người phụ nữ đẹp lắm. Bởi vì sao vậy? Ở nhà cha nói cái gì cũng nghe, đặt đâu con ngồi đó. Rồi tới lúc về nhà chồng, rồi chồng nói cái gì cũng nghe. Người phụ nữ như một cái người gọi là tuyệt vời. Vì sao vậy? Dạy cái gì nghe cái nấy, đặt đâu ngồi đó. Trai được quyền năm thê bảy thiếp chứ không có vụ ghen. Cho nên ngày xưa cái người phụ nữ tuyệt vời lắm. Còn giờ này khác rồi. Người phụ nữ bây giờ là lady first, đi là phải đi trước. Cho nên thành ra là người phụ nữ không đẹp bằng ngày xưa. Ngày xưa người ta phải chịu đựng đến nỗi mà cái chân không được quyền to, bó lại thấy thương lắm. Đi y như người mẫu. Nghĩa là tại sao vậy? Tại vì cái người phụ nữ bị cái xã hội nó trồng cho một cái lối tư duy logic là người phụ nữ phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Người ta quen rồi. Cái tư duy người ta nó có cái khung, cái hộp rồi. Người ta không ra khỏi cái khung đó. Cho nên là cha mẹ nói cái gì nghe cái đấy, chứ không nói đúng nói sao. Chỉ con gà nói con vịt cũng dạ. Dầu rít, dù làm biết đó là con gà, nhưng mà ông nói đó là con vịt, con già, không cãi. Tự nhiên cái người phụ nữ tuyệt vời thế vậy. Nhưng mà con người thì không chấp nhận như vậy, bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tại sao người phụ nữ thời Đức Phật thì người phụ nữ không được xuất gia? Sau khi Đức Phật cho xuất gia rồi, nhưng mà nó hơn cái người cư sĩ chút xíu thôi, chứ không có cái quyền gì đó. Bởi vì cái thời đó cái người phụ nữ không có cái quyền gì trong xã hội. Cho nên dầu rằng tu 100 năm mà một vị tăng mới tu vẫn phải đảnh lễ và xin vị tăng đó khai thị cho. Đó. Cho nên bây giờ này mà thầy đem cái việc của thời Đức Phật, cái thời phong kiến, thầy đem qua bên Úc, đuổi thì về luôn. Bởi vì giảng nó sai thời. Nó sai thời có nghĩa là cái thời gian nó không giống nhau. Thành ra cái lối tư duy, cái lối tư duy không được quyền lấy một cái rập, cái khuôn thời Đức Phật. Từ đó Đức Phật mới nói là ta không nói lời nào. Những cái ta nói là bởi vì xã hội này nó chuộng như vậy, cho nên ta mới nói như vậy. Nhưng mà ta phải thọ ký cho Thiện Xuân mai mốt qua Tây Úc không được nói như vậy. Bởi vì cái khung của cái thời mà ông qua tới đó là nó không còn là cái thời giống như bây giờ nữa. Cho nên cái giáo lý của Như Lai, các ông phải uyển chuyển, phải nói đúng thời, đúng đối tượng, đúng người, để người ta tư duy, người ta hiểu được lời Phật dạy. Rất lợi ích, rất tuyệt vời. Như vậy quý vị muốn tư duy đẹp, quý vị phải đưa cho mình một cái khung đẹp. Bây giờ sáng mình làm cái gì cho mắt mình sáng? Sáng mình mở mắt ra, mình trang bị cho mình cái gì để cho con mắt mình sáng, và mình tu như thế nào cho con mắt của mình. Khi mình mở ra, mình phải massage nó, mình tập thể dục cho nó, và mình đưa cho nó một năng lượng lành. Là mắt ta mượn mày ta xài, giống như ta mượn cái xe, ta phải chùi, ta phải vô nhớ, ta phải bảo hành nó. Nhưng mà mắt ơi, ta xài mày ta quên luôn. Cho nên mỗi ngày phải, mỗi lần mà nó mỏi, mình chà hai cái tay mình nóng lên, mình đưa lên mình vuốt, và mình truyền cho một năng lượng yêu thương là ta mượn mày ta xài, mày ở lại với tao lâu dài. Giống như là khi mà nó mờ rồi đó, giống như cái bóng đèn cái xe của mình nó mờ thì mình phải lao, mình phải thay. Có nhiều người cố chấp lắm, kệ đó, nó mờ rồi bỏ luôn, phải không? Cái chỗ nào nó đau trong cơ thể là do máu huyết không lưu thông. Nó đau chỗ nào mình chà hai cái tay cho thật nóng, mình dò nó, mình bóp nó thì máu chỗ đó lưu thông là nó bớt đau. Mà mình lấy cái salon mát mình dán lên, phải không, là nó nóng ngay chỗ đó thì nó giảm đau, đúng không? Thì bây giờ thay vì mình phải cần tới bác sĩ, mình cần cái salon mát, thì bây giờ chính mình dò nó. Ngồi không có làm gì đâu, lớn tuổi rồi đâu ai bắt làm gì. Đau chỗ nào dò chỗ nấy. Hoặc là mình có một cái cây, một cái cây, đau chỗ nào đập chỗ. Thầy nói vậy có đúng không quý vị? Đó, bởi vì nó đau là do máu nó không lưu thông. Nó đau là do cái chỗ đó nó bị mở, nó đóng lại, nó ngưng trệ. Cho nên mình chà nó. Cái lưng mình nó đau, sáng đập cái lưng, chà cái lưng. Vậy đó. Có nghĩa là mình tư duy làm sao đau chỗ nào mình xử lý chỗ đó. Mà hồi xưa ở dưới quê nó có một cái ngôn ngữ là đau chỗ nào chích chỗ đó. Có một cái ông lang băm mà ông chích là hết. Tại vì sao vậy? Ông chích ngay chỗ đau, ông giải mã ngay cái chỗ đó cho nó thông ngay chỗ đó là ông hết đau chỗ đó. Nhưng mà nó thông thôi chứ còn đâu phải là nó hết luôn đâu. Tại trong cơ thể của mình thì nó hết đau chỗ này thì nó đau chỗ khác. Mà ông có cái thuốc đó. Cái thuốc đó là gì? Cái thuốc đó là một cái chất, nó có một cái dương tính. Nó chích vô đó thì nó nóng lên ngay cái chỗ đó, và nó làm tan mỡ, tan máu ngay chỗ đó. Nó thông vô đó, nó đau. Cho nên nó chật, cái trà đó giỏi ghê luôn. Chứ trà chích gì mình không biết đó. Quý vị thấy là cái việc nó rất là đơn giản, nhưng mà người ta vẫn có một cái lối tư duy là cái con người, do con người không hiểu biết. Vậy thì Đạo Phật, Đức Phật dạy là ta muốn tư duy tốt, chúng ta hãy nạp cho mình một cái ta tích lũy cho mình một cái vốn tư duy. Thầy lấy một ví dụ, quý vị đọc được một quyển sách, quý vị có cái vốn tư duy một quyển sách. Quý vị đọc 10 quyển sách, quý vị có cái vốn tư duy 10 quyển sách. Quý vị đọc 100 quyển sách, quý vị sẽ có cái vốn tư duy nhiều hơn. Cái đó ta gọi là nội hàm. Nội hàm có nghĩa là cái bên trong của chúng ta nó chứa đựng. Cái hàm là hàm chứa, hàm tàng. Cái bộ óc của chúng ta nó có một cái vốn mà chúng ta đã tích lũy bên trong đó. Cho nên thầy có khuyên quý Phật tử mỗi ngày như vậy đọc 10 trang, 20 trang, 30 trang vở, trang kinh, trang sách. Chúng ta tích lũy vô trong đầu của mình, đến một lúc nào đó mình nhìn bất cứ một thứ gì mình cũng hiểu hết trơn. Tại sao vậy? Cái bộ máy của nó giống y như iPhone vậy đó. Tại sao người ta nâng cấp cái iPhone đó lên? Là bởi vì cái hệ điều hành trong đó, mỗi lần mà nó nâng cấp lên thì nó chạy rất là nhanh, và nó cho chúng ta những cái thông tin rất là nhiều. Còn cái hệ điều hành mà nó ít thì nó cho chúng ta cái thông tin ít. Tại sao con cái về sau cha mẹ nói nó không nghe? Nó cha mẹ có cái nguồn thông tin ít quá, cha mẹ không có nâng cấp, dẫn đến cha mẹ dạy nó không được. Bây giờ nó nâng cấp, nó cao quá rồi. Mấy đứa nhỏ xíu mà bây giờ cái bộ cái thông tin nó lớn hơn mình, cho nên mình nói cái gì nó nói bà nội nói sai rồi. Thì rõ ràng sai, bởi vì nó quá nhiều thông tin, dẫn đến mình lớn rồi, mình cao tuổi rồi, mình không có dung nạp thông tin. Cho nên là những cái thông tin mình đưa cho nó đúng. Thành thử ra ông bà hết cái kinh nghiệm để dạy cho. Do vậy mà ở Ấn Độ á, tóc trên đầu người ta vừa bạc là 30 mấy tuổi là bạc rồi chứ gì. Bạc là người ta bỏ hết, người ta đi tu. Còn mình bây giờ bạc đi nhộm. Tư duy kỳ cục. Nghĩa là chúng ta vẫn muốn mình trẻ hoài. Còn bây giờ cái tư duy của người Ấn Độ ngày xưa là người ta có một lối tư duy rất tuyệt vời. Ông vua mà đầu ổng bạc, ổng vẫn nhường ngôi lại cho con. Ông không làm nữa. Thì bây giờ này mà mình bây giờ tới tuổi mình là 40 mấy 50 rồi, là mình nhường ngôi lại là mình nghỉ. Và bắt đầu mình lo cái việc mà kinh cậy, mình lo cái việc mình tri thức, mình lo cái việc mà mình chết mình đi đâu. Phần lớn quý vị vẫn chưa lo cái việc đó. Con cái nó biểu mình giữ con cho nó, thì cái lối tư duy của một người bình thường là bởi vì mình thương con thì mình hy sinh hết cho con, cả đời cho con. Cho nên là nó thôi má đi chùa cũng đâu lợi ích gì đâu, má ở nhà giữ con cho con đi làm. Mình nghe cũng được ha, bắt đầu trở ơn ngày giữ nó. Còn mình mà có một lối tư duy mà thoáng ra, mình nói này con, ba mẹ sanh con ra không có nhờ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại thì giữ tụi con, ba má vẫn phải giữ. Thì bây giờ tụi con sanh con ra, con phải giữ để con biết cái khó khăn của một người cha, người mẹ. Chứ ba má giữ cũng được đó, nhưng mà đáng ra cái tuổi của ba má bây giờ phải nghiên cứu coi tao chết đi đâu đi. Bây giờ ta ráng ta lo, ta niệm Phật để cái tâm ta đó nó tương ưng với Phật. Chứ còn ta giữ con này được, nó đẻ, nó ỉa, nó đái tùm lum ta ra, rồi bắt đầu ta bực mình. Thành thử ra ta tối ngày tao la nó riết, tao sân, tao bực mình riết, rồi ta chết ta đọa địa ngục sao. Cho nên thôi, tụi bay đẻ, tụi bay lo đi. Hồi đó ba má sanh con, ba má lo. Thì bây giờ tụi con sanh con, tụi con lo. Bắt gì bắt tao lo. Mình phải có tư tưởng như vậy. Và hầu như là cái người Tây ấy, nó sanh ra đứa con xong rồi nó bỏ trong cái phòng, mình muốn khóc người khóc đã đi. Còn cái người Việt Nam của mình sanh con rồi ẵm trên tay, Nó quen luôn, cho nên mình để nó xuống không được. Thế mình sai. Còn nó, quy lực của nó, quý vị thấy một con vật không? Nó sanh con nó ra rồi, mạnh con mẹ lo chạy, còn con mày không chạy mày chết. Tại vì con bò mẹ mà nó sanh ra con bò con là nó nhiều cái lồi ăn thịt, nó rình rập lắm. Vừa sanh ra rồi thì bò mẹ phải lo chạy để lo bảo toàn cái tính mạng của mình. Thì con bò con bắt buộc phải đứng dậy chạy. Còn bây giờ này á, là nó đâu có con gì mà dí nó đâu. Cho nên là nó đẻ ra rồi con bò con cả buổi, không đứng dậy. Là bởi vì cái con bò mẹ đó nó đâu có phải là chạy về rừng đâu mà để cho cái con của nó trong bụng nó nhỏ, đứng một chỗ ăn không à. Cho nên cái con của nó lớn quá đi, Cho nên khi sanh ra nó sanh đâu được, có khi cả chết cả con lẫn mẹ. Và bây giờ người ta phải lôi ra được, phải lôi ra nữa. Chứ còn ngày xưa thì con bò rừng nó chạy trong rừng, nó chạy thì dầu rằng nó mang con nó trong bụng nó vẫn chạy. Cho nên là đến ngày nó sanh nở, nó có một cái sức rất là mạnh, nó sanh ra rất là dễ. Cho nên bây giờ quý vị hiểu như vậy. Cho nên khi vợ mà có bầu cũng phải hiểu rằng ngày xưa vợ có bầu làm cho đến lúc nghỉ 2-3 ngày là sanh hết. Còn giờ này mới vừa có thai là không có làm gì hết, thì mình mốt rất khó sanh con. Thầy nói vậy quý vị tư duy quý vị có hiểu không? Có thấy giống vậy không? Cái lý do nào mà con người ta lại khác ngày xưa là bởi vì bây giờ mình đầy đủ quá. Bây giờ hỏi là ngày xưa mà sanh, ngày xưa mình ở quê 80-90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, ông cụ 80 tuổi xách cái cuốc ra đồng cả ngày trời đi về lam lũ như vậy nhưng mà khỏe luôn. Bây giờ mới có 70 tuổi là thành ông cụ rồi. Lý do không? Nhưng mà hết. Có nghĩa là chúng ta bị một cái bệnh sung sướng dẫn đến cho chúng ta già trước tuổi. Chúng ta bệnh sung sướng cho nên là bệnh tật kéo dài, bệnh tật hành hạ. Chúng ta thiếu lao động. Như vậy thì cái người mà lao động là cái người có tuổi thọ kéo dài. Lao động là sức khỏe, lao động là vinh quang, cho nên chuộng lao động. Mọi người đồng ý không nè? Như vậy thì cái người mà có một cái tư duy, có nghĩa là làm sao đừng lường tư duy, lao động trí óc. Chúng ta phải suy nghĩ rằng là tại sao ta bệnh, ngồi đó tư duy đi. Rồi bắt đầu bây giờ này internet nó có rồi, chỉ cần gõ vô thì bây giờ mình chấm vô thôi. Mà bây giờ mình nói mình lớn tuổi mình không biết chấm thì nó chỉ thì mình phải chấm. Hầu đó mình dạy nó mà nó không nghe, mình quánh nó, mình lì. Bây giờ quý vị thấy là mấy đứa nhỏ nó có chịu học không hay nó mê chơi? Mấy đứa trẻ nó mê chơi thì nó không chịu đọc, biểu nó đọc, nó mê chơi, nó không chịu đọc. Mình la rầy, mình đánh nó. Rồi bây giờ mình già rồi mình cũng lười giống vậy. Mình không chịu đọc, không lẽ giờ nó quánh lại. Cho nên hầu đó ông cụ của thầy ông bệnh, ông làm biếng ăn, ông không ăn thì mẹ thì đút không được. Thầy đi học xong thì chạy tới, mẹ nói ba mẹ không ăn cơm. Thầy nói ba, hồi xưa con á, con không chịu ăn cơm, ba bưng cái chén cơm ba chạy giáp sớm á, ba đút con ăn. Bây giờ ba có muốn con ngồi đây con vừa niệm Phật vừa đợi ba không? Thấy không? Ông nói thằng cha mày, nó thì không muốn con bưng chén cơm cả buổi thì thôi ăn giùm đi. Bởi vì hồi nhỏ con cũng lười ăn, và bây giờ ba già ba cũng lười ăn. Nó là quy luật mà. Hồi nhỏ ba kêu con tập thể dục con đâu có tập đâu, thì bây giờ ba cũng vậy. Hồi nhỏ do con không nhận thức cho nên là con không tập thể dục. Nhưng mà bây giờ ba bị đau, nó đau trong cơ thể cho nên ba không muốn tập thể dục. Thì bây giờ ba không muốn ba vẫn phải tập. Hồi nhỏ con không muốn ba ép con làm, bây giờ ba không muốn thì con vẫn phải ép ba làm. Có đúng gì không quý vị? Thầy nói ông cụ đâu cãi được đó. Không cãi được, ông cụ đau. Thầy mới nói là nó đau là do máu huyết lưu thông. Nó đau thì ba cho con vuốt. Nó đau thì con mới giúp được. Và có thầy thì thầy vuốt, thầy rút, thầy so dầu vô. Và bắt đầu thầy rút chân cho ông. Rồi bắt đầu thầy tập thể dục cho ông. Xong rồi bắt đầu thầy bắt ông phải đứng lên. Bắt ông phải đứng lên vì ông bị tai biến. Nhưng mà có thầy thì ông đứng, ông đi được. Nhưng không có thầy rồi là ông nằm chỗ. Ông nói nghĩa là thầy thương và thầy hiểu biết nữa, thầy mới giúp ông được. Cho nên cái người nào mà lo cho cha mẹ già đó phải có một cái tư duy rằng mình không có được phiền. Vì ngày xưa cha mẹ mình nuôi mình, cha mẹ mình đâu có phiền đâu. Thầy nói đến một cái mà nó rất là cao thượng, là khi cha mẹ đang ăn cơm mà con nó ị ra, không có dọn liền, lấy cái tô úp đó lại, vẫn ăn bình thường, đâu có góp đâu. Nhưng mà bây giờ con cái mà lo cho cha mẹ, lỡ mà cha mẹ ị ra thì bắt đầu con cái nó ói mửa, nó bịt khẩu trang, nó làm tán loạn. Có nghĩa là cái tình thương của con cái nó không bằng cha mẹ. Nhưng mà do cái tư duy, cái suy nghĩ nó không đúng dẫn đến nó gớm và nó gần gũi cha mẹ hôi. Hôi là do mẹ không tắm rửa cha mẹ thôi. Nếu mà tắm rửa cha mẹ thì cha mẹ đâu có hôi. Thì hồi nhỏ mình cũng vậy thôi chứ. Mình chơi rồi mình nằm, mình lăn ra, rồi có khi mình ỉ ra, rồi mình quơ, mình ăn luôn nữa chứ. Dơ rồi cha mẹ làm xong rồi nó quay ra tắm mình, xịt đi như con heo. Lấy cái đồ xịt, xịt xong rồi mới đem nó ra tắm nó. Tại vì thả nó chút xíu là nó quậy, không còn nói nổi. Thế thì chứ bây giờ mình chăm cho cha mẹ nó cũng vậy. Đây là một cái lối tư duy hiếu thảo. Mình mà không hiếu thảo thì mình chăm sóc cho cha mẹ không được. Bây giờ cái lối tư duy như thế nào để xây dựng hạnh phúc? Vậy thì hạnh phúc là gì? Thầy bấm cho quý vị 5 cái ý để quý vị tư duy. Hạnh phúc là hy sinh. Ai muốn hạnh phúc, người đó hy sinh là người đó hạnh phúc. Chồng chỉ cần hy sinh cho vợ, cho con thì người này làm chồng tuyệt vời, làm cha very good. Nói gì? Chỉ cần hy sinh thôi là hạnh phúc. Vì Đức Phật là người hy sinh, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cả thân mạng của mình, hy sinh cho chúng sinh, cho nên Ngài là Phật. Ngài hy sinh rất tuyệt vời, cho nên Ngài là đấng đại từ, đại bi. Đấy. Bây giờ mình nói là mình, cái chữ đại từ là hy sinh đó. Còn bây giờ cái đại bi là cái gì? Là ban cho. Mình cho ai cái gì là hạnh phúc cái đấy. Cho càng nhiều là hạnh phúc càng nhiều. Mà mình muốn cho nhiều thì mình phải làm nhiều thôi, phải không? Mình làm nhiều để mình cho, mình làm nhiều để mình có, mình cho. Thì cái lối tư duy đó là lối tư duy của những người cao thượng, những người cao thượng. Còn lối tư duy đợi người khác cho mình là lối tư duy của kẻ thấp hèn. Thì quý vị muốn cao thượng hay thấp hèn? Muốn cao thượng hay thấp hèn? Muốn đời sau mình lên cao hay muốn đời sau mình xuống dưới? Thầy nói như vậy quý vị có đồng ý không? Ai mà trông chờ người khác cho mình thì kẻ đó là kẻ thấp hèn, mai mốt chết đi xuống. Ai là người muốn làm tất cả mọi thứ để cho người khác khi thân ngoại mạng chung đi lên? Đúng rồi, là lối tư duy. Đức Phật là đấng mà đại từ, có nghĩa là Ngài thương tất cả chúng sinh. Mà thương thì có nghĩa là nó nói gì nó nói, không quan tâm. Nó làm gì nó làm, cũng có chấp mắt. Đấy. Cho nên là với cái tình thương thì mình hạnh phúc. Và mình thấy những người ta làm sai mình cũng hạnh phúc. Nhưng mà mình không có thương rồi thì nó không hạnh phúc. Người chồng mà thương vợ rồi thì vợ có xấu cỡ nào đi nữa nó cũng đẹp. Cái tình thương nó biến cho thế giới này đẹp. Hai đứa nó yêu nhau là nó coi cái gì cũng đẹp hết. Mà tới chừng mà nó ghét nhau rồi là cái gì cũng xấu. Khi có tình thương rồi, cặp mắt đó thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay, cái gì cũng ok hết thôi. À. Thế thì chúng ta mới nghĩ là tại sao Đức Phật làm xây dựng cảnh giới Tây Phương được? Bởi vì Đức Phật cái tình thương lớn quá. Cho nên Thầy nói hạnh phúc là tình thương. Cho nên Thầy thương đệ tử thì tự nhiên Thầy hạnh phúc lắm. Thầy làm Thầy không biết mệt. Mà Thầy chỉ cần buồn một đứa nào đó thì tự nhiên Thầy thấy mệt lắm, không muốn làm nữa, không muốn nhận đệ tử nữa. Chứ còn phát nguyện là nhận 1000 người trở lên đệ tử xuất gia đó, khả năng của Thầy nó lớn đến nỗi mà Thầy có thể lo cho 1000 người. Mà Thầy làm ghê lắm. Đệ tử mà làm cho với Thầy á, làm chung Thầy á, là tới giờ này coi chừng Thầy còn ngoài vườn Thầy chưa vô đâu. Thầy làm tới 12 giờ trưa chứ chưa biết đói. Nghĩa là đụng vô công việc rồi thì mình nghĩ là mình phải làm nhiều thứ để mình cống hiến cho xã hội này. Giống như người xưa nói, đừng hỏi nhân loại đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho nhân loại. Đừng hỏi loài người đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho loài người rồi. Khi Thầy thấy một đất nước mà có một người giỏi thôi thì đất nước đó nổi lên. Giống như là Ronaldo vậy đó. Ronaldo là cái người mà đá banh hay phải không? Thì nó đã làm cho người ta biết tới cái đất quốc gia của nó. Mà Việt Nam mình mà có một người tuyệt vời thì tự nhiên người ta biết đến Việt Nam của mình. Cho nên cái lòng thương là đem đến cho mình hạnh phúc. Thứ hai là mình ban cho là ban đến cho mình hạnh phúc. Thứ ba là mình đừng cố chấp cái gì hết, mình buông xả hết thì mình hạnh phúc. Buông xả hết là mình hạnh phúc. Nghĩa là không có cái gì mình cố chấp, mình nắm bắt hết. Cái gì mình buông hết là mình hạnh phúc. Rồi cái gì? Cái thứ tư là cái gì? Xả xong rồi tới vui. Đúng ra là từ bi hỷ xả. Nhưng mà đúng ra là từ bi xả hỷ mới đúng. Xả rồi nó mới vui. Và khi chúng ta xả rồi thì cái gì cũng ta cũng vui. Rồi cái điều thứ năm là gì? Chúng ta biết cuộc đời là giả. Ta biết cuộc đời là giả. Như vậy thì ta hạnh phúc lắm. Cho nên là thầy khi thầy đi tu, thầy tự cho mình năm cái điều. Một là cái thân này chết rồi, đi tu là cái thân này chết rồi, như vậy tôi sanh ra trong cái nhà Phật thì tôi là con của Phật, cho nên là tôi mượn cái thân này để đi làm Phật sự. Cái gì lợi ích cho chúng sinh cái đó tôi làm, nghe không? Chứ tôi cũng nói đúng nói sai thì biết cái gì đúng gì sai. Đức Phật đã nói là ta không nói lời nào thì đâu có cái gì là đúng, vì nó ở trong tương đối, nó ở trong tục đế, ở trong luân hồi sinh tử. Bữa nay còn ngày mai mất thì cái gì đúng đâu? Bữa nay xã hội nó như thế này, ngày mai xã hội nó như thế khác. Ngày xưa quý vị đâu bao giờ có những cái hoa đẹp cỡ này, nhưng mà giờ này tại sao hoa nó đẹp biết vậy? Bởi vì cái xã hội nó khác rồi, nó có những cái quá chất mà người ta làm nên nó tạo nên một cái không gian này. Người ta cho cái hoa này nó to gấp 10 lần cái này vẫn được luôn. Mai mốt một con vật mà hồi nào giờ mình thấy một con ếch đó, ngày xưa mình thấy một con ếch nó nằm trong bàn tay mình giờ là bự rồi, mai mốt một con ếch mà nó bằng cái xe mình thì mình vẫn phải chịu thôi, phải không? Cái đó là một cái giả thuyết, nhưng mà quý vị nghĩ có không? Có rồi đó. Những đứa trẻ ngày xưa nó đâu có lớn dưới chứ, giờ này có những đứa trẻ nó đột biến xem nó lớn ghê lắm. Mình không thấy nghĩ những cái gì mà của ngày xưa với ngày nay là khó nói lắm. Cho nên là xưa thầy cũng đâu thấy Việt Nam mình có những cái trái ổ hoa mà 4-5 tấc. Bữa nay thầy ra vườn thầy chụp cái trái ổ hoa hơn 4 tấc. Thầy nói đây là một trong những trái ổ hoa mà thầy thấy lớn nhất. Nghĩa là có những cái loại tư duy mà mình thấy rằng là ngày xưa nó không phải vậy và giờ này nó đã như vậy. Con người có lối tư duy ngày xưa nó khác, bây giờ cái lối tư duy nó khác rồi, cho nên mình không thể áp dụng cái khung của ngày xưa cho đến bây giờ. Nhưng mà Đức Phật đưa cái khung ra, ngàn đời đều không sai. Như thầy nói hạnh phúc đó. Hạnh phúc là thương yêu là hạnh phúc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, ai sở hữu tình thương người đó sở hữu hạnh phúc, đúng không quý vị? Người chồng thương vợ, người chồng hạnh phúc và cực dữ lắm luôn. Nhưng mà người vợ không có thương chồng rồi thì người vợ không có hạnh phúc. Cổ đẹp lắm, cổ sung sướng lắm, nhưng cổ không có hạnh phúc. Còn ông chồng ổng thương vợ, ổng xấu xí lắm, ổng cực khổ lắm, nhưng ổng rất hạnh phúc, bởi vì ổng sở hữu tình thương, đúng không nè? Nói vậy là quý cụ lớn tuổi là có xét lại có đúng không? Nếu quý cụ sở hữu tình thương, cho nên Đức Phật là đấng đại từ, đạo Phật là đạo từ bi. Ai có tâm từ bi người đó có hạnh phúc. Và Đức Phật đã cho chúng sinh hết, Ngài không giữ lại cái gì hết, cho đến cung vàng điện ngọc cho luôn. La Hầu La đi về hoàng cung, Đức Phật đi về hoàng cung thuyết pháp. Gia Du Đà La kêu La Hầu La lên xin cha mình cái tài sản. La Hầu La đến đảnh lễ xin Đức Phật cho con tài sản. Lúc này không phải là xin cha mà xin Đức Phật cho con tài sản. Đức Phật im lặng là đã cho cái tài sản giải thoát. Và bắt đầu Đức Phật nhẹ nhàng đi về tinh xá. La Hầu La nhẹ nhàng đi theo Đức Phật xuất gia luôn. Thấy không? Cái tài sản thế gian này là đồ giả, không hạnh phúc đâu con. Hạnh phúc lớn nhất là tâm hồn thanh tịnh của con, tâm hồn thanh cao của con. Mới là cái tài sản lớn nhất mà Đức Phật cho La Hầu La. Cho nên La Hầu La là một trong 10 đại đệ tử mật hạnh đệ nhất. Ngài tư duy một cách rất là lặng lẽ. Một lần La Hầu La nói dối là lỗi tư duy sai lầm rồi. Đức Phật kêu La Hầu La bưng cái thau nước đến rửa chân Đức Phật. Sau khi rửa chân Đức Phật xong rồi cái thau nước nó dơ, Đức Phật mới hỏi này La Hầu La, thau nước sạch con có thể rửa tay, rửa mặt, có thể nấu ăn được, nấu cơm, nấu nước được. Bây giờ thao nước nó dơ, con có làm cái gì được hay không? La Hầu La nó bạch Đức Thế Tôn, thao nước sạch làm cái gì cũng được, nhưng thao nước dơ không có làm gì được, chỉ có đổ đi thôi. Đức Phật nói cũng vậy, người nói dối giống như thao nước dơ, không dùng vào đâu được. Đức Phật chỉ dạy như vậy thôi. Mà La Hầu La phải lại Phật và xin nguyện rằng từ nay cho đến trọn đời con không bao giờ nói sai, không bao giờ nói dối nữa, Vì thế đó, tuyệt vời, chỉ cần lấy một thứ để nói. Còn thầy thì lấy một phương tiện để thầy nói với cái, để thầy dùng cái phương tiện đó thầy nói. Quý vị nghĩ con cá nó ở dưới nước là nó lội theo dòng nước hay nó lội ngược chiều dòng nước? Ngược dòng. Thì thầy mới nói vậy nè, nếu quý vị có một lối tư duy mà lối tư duy không có ngược dòng đời, không có ngược dòng nước, không có ngược vào những gì quý vị chưa hiểu biết hay là trái ý nghịch lòng quý vị, thì quý vị cũng giống như một con cá chết, nó trôi theo dòng nước. Con cá chết thì nước nó trôi, cá nó nổi lên và nó trôi theo dòng nước. Nhưng con cá sống phải lội ngược lại với dòng nước, bay lên để mà với cái thác nó đang đổ xuống. Con cá sống nó vẫn bay lên, dù rằng nó biết nó bay không nổi, nó vẫn bay. Và cho đến lúc nó bay nổi thì nó bay qua đó. Có nghĩa là ở trên kia là một thế giới tuyệt vời hơn. Chứ dẫu rằng mình tư duy mình biết rằng ở trên đó với dưới này không khác nhau, nhưng con cá nó không chịu ở cái chỗ bình yên đó. Nó phải bay lên trên đó mới được. Vậy thì chúng ta hiểu là Tây Phương với Ta Bà nó giống nhau hay khác nhau? Chúng ta đầu về trễ thôi, chứ đầu về trễ nó giống như con cá mà bay lên cái thác vậy đó. Ráng cố gắng bay lên rồi thì trên kia có đâu khác gì vậy đấy. Nó cũng là nước và sông thôi, đúng không? Mà trên kia coi chừng nó cạn hơn, nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ muốn đi lên. Đó là một cái lối tư duy là muốn phát triển lên. Thì cái người nào hiểu một cách đúng đắn thì cõi Ta Bà này chẳng khác Tây Phương, không ở đâu khác ở đâu. Chẳng qua là chúng ta có một cái tư duy, có một cái lối sống, có một cái nhận thức về nó thôi. Hôm qua thầy chia sẻ về nhận thức, hôm nay thầy chia sẻ về tư duy. Khi chúng ta nhận thức về sanh tử rồi thì chúng ta tư duy về nó. Tại sao chúng ta sanh ra? Từ đâu chúng ta sanh đến đây? Rồi chúng ta chết, chúng ta đi về đó. Hãy tư duy đi. Hãy nhận thức về cái chết và tư duy về nó, để mình trở thành người con Phật. Mình không tư duy là mình lười tư duy. Mình tư duy coi tại sao mình là người nam. Người nữ phải tư duy coi tại sao là người nữ. Rồi người nam khác người nữ cái chỗ nào? Giờ quý vị ngồi với tư duy, đặt cái bút xuống và bắt đầu ghi ra. Bắt đầu hỏi là mình có cái vốn hiểu biết về người nữ chưa? Nó chưa, tìm hiểu đi. Mình sở hữu một người nữ làm vợ nhưng mình không biết người nữ, nghĩa là mình xài máy mà không biết máy, không biết cấu tạo của máy, không biết công suất của máy, phải không? Không biết chức năng của cái máy. Thì có nghĩa là quý chú là người nam, người chồng. Quý chú đang sở hữu một người phụ nữ, một người vợ, nhưng mà quý chú không biết thì cũng giống như mua một cái máy về mà không biết sử dụng, có phải vậy không? Quý chú không biết người nữ là gì, cấu tạo của người nữ như thế nào, người nữ thích nghi ra làm sao, người nữ tương ưng với cái gì. Đây là những lối tư duy mà chúng ta lại quên, không có thời gian. Như vậy không có thời gian thì mua cái máy làm gì, đúng không? Mình mua cái máy để mình xài, mà bây giờ mình mua cái máy mình chỉ biết mấy cái công thức thôi, mình không biết cách, mình không biết về cấu tạo của nó. Mà người nữ cũng vậy, mình chấp nhận mình lấy một người kia làm chồng nhưng mình không biết người nam có cấu tạo như thế nào, tính khí của người nam là làm sao. Đấy, đấy là những gì mà chúng ta suy nghĩ. Con người chúng ta đang là của nhau. Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, nhưng mình không biết cấu tạo của con người như thế nào. Trẻ nó có lối tư duy ra làm sao, và nó ăn cái chế độ ăn của nó như thế nào. Bây giờ quý vị có sanh con ba, nhưng quý vị cũng đâu biết chế độ ăn của một đứa con. Nó ăn nó cần bao nhiêu calorie, nó cần bao nhiêu đạm, bao nhiêu chất béo, bao nhiêu đường. Không có. Mình cứ cho nó sống một cách tự nhiên, giống như hoang dã vậy. Mình ăn sao nó vẫn ăn vậy. Thì rõ ràng là mình nuôi không đúng rồi. Nhỏ nó có một cái thức ăn của nó tương đồng với cái chất của nó đủ cái calo của nó, nhưng mà mình đâu có biết đâu. Cho nên cơ thể của mình nó dư calo. Có những cái thiếu thì mình không biết để mình bù đắp cho nó. Ăn cái gì để tăng trưởng bộ não? Ăn cái gì để tốt cho tim? Ăn cái gì để tốt cho thận? Bây giờ mình bệnh thận nhưng mình cũng không biết ăn cái gì để tốt cho thận. Mình bệnh tim mình cũng không biết ăn cái gì để nó tốt cho tim. Có nghĩa là mình sở hữu một cơ thể nhưng mình không hiểu về nó. Đồng ý không đại chúng? Nghĩa là chúng ta sống một cách thiếu tư duy. Có nghĩa là sống theo chiều, sống chỉ biết ăn vậy chứ cũng biết là tại sao mình bệnh nữa. Ăn nhiều cái thứ này quá nó bệnh rồi, đúng. Cho nên thầy Tuệ Hải ông nói là người ta giết người bằng cách cho ăn. Ông giết người bằng cách cho ăn. Tôi cho ăn cái người này 3 tháng chết. Thì tôi cứ ngày nào tôi cũng đem cái cà nâu, cà tím, tôi chế biến, tôi xào, tôi cho ăn rất là ngon. Và người đó ăn và ghiền luôn cái món đó. Ăn 3 tháng chết. Ăn 3 tháng âm luôn chết. Tôi muốn cho cái người này ung thư là tôi cho ăn cái món đó là ung thư. Dư cái chất trong cơ thể ung thư. Như vậy giờ này mình cứ ăn đại, ăn đùa, sống đại, sống đùa, để rồi tới chừng bệnh đi ra bác sĩ. Cho nên làm nghề bác sĩ tuyệt vời lắm. Bởi vì sao vậy? Toàn là những con người sở hữu một cái cơ thể mà không hiểu cơ thể đó. Ăn toàn chất độc để khi bệnh ra bác sĩ khám, bác sĩ trị. Và ông bác sĩ mà có cái tâm đức á, thì ông trị cho mau hết. Còn bác sĩ mà không có đức á, là bữa nay nó cho thuốc để bớt, mai nó cho thuốc tăng bệnh. Có không? Tại vì bác sĩ nó biết rõ cái bệnh của mình. Bữa nay nó cho hết nè, bữa nay nó cho bớt nè, nhưng mà mai nó cho bệnh nặng hơn. Rồi bắt đầu chạy tới bắt đầu nó cho nó uống thuốc bớt. Nó cho nó uống thuốc là nó nói bớt luôn á. Bà về buồn cái này phải bớt. Rồi bắt đầu 3 bữa nữa bà tới. Tại vì nó đâu có bỏ đâu. Hết thuốc là bệnh lại. Cho nên là cái người ta hiểu biết về cơ thể nhưng mà người ta không có đức thì người ta đang có một lối tư duy ác, đúng không? Cái người có đức người ta cho uống nhiều đó hết luôn, triệt luôn, không còn nữa. Vì sao vậy? Vì cơ thể anh nó đang thiếu bao nhiêu đó chất, tôi bù đắp bao nhiêu đó chất là anh hết. Ngày xưa mình đi hốt thuốc là hốt thuốc gì? Anh đem lên nó cân là bởi vì nó bắt mạch. Người xưa rất là hay. Cái tâm của họ rất là bình tĩnh. Họ bắt mạch. Cái mạch mình nó nhảy như thế nào là họ biết mình bệnh gì. Nội cái mạch, cái máu mình nó nhảy là họ biết trong cơ thể mình nó dư cái gì, nó thiếu cái gì. Rồi bắt đầu họ lại họ cân. Bây giờ cái người này nè, họ âm 7 phần, họ là họ cân đúng 7 cái phần dương đó, họ bù đắp lại trong cái cơ thể đó là uống hết. Hoặc là họ cho 7 liều, mỗi liều như vậy 1 phần dương. Bữa nay cái liều này 1 phần dương uống vô, nó dương lên 1 phần là bớt đi 1 phần, là uống 7 ngày như vậy là bù đắp 7 phần âm kia là nó dương trở lại, là con người đó khỏe. Cứ uống đúng 7 ngày đó là con người vô khỏe. Chẳng qua là họ bốc để cân bằng âm dương thôi. Có đúng không nè? Thầy nói vậy là quý vị là người là biết từ hồi xưa là mình biết là đi mua thuốc mà người ta bóc thuốc nam thôi. Mà người ta bóc ta phải cân rồi nghe. Vì ta biết cái lượng trong cơ thể của mình nó thiếu bao nhiêu cho nên người ta cân bao nhiêu đó thôi. Đó. Chứ không phải là mình ra ngoài đó rồi ông lang băm, ông không có mạch vậy đó. Bắt đầu mình tự kê bệnh mình ra cái ông lấy thuốc không được. Nghĩa là người đó không biết bệnh mà cho thuốc. Cho nên Đức Phật dạy là người không biết bệnh mà cho thuốc là rất nguy hiểm. Nhưng mà giờ mình biết làm sao. Nó đâu có những cái con người tài năng như ngày xưa. Người ta bắt mạch, người ta biết trong cơ thể của người ta. Có người ta học tướng số, người ta coi trong mắt mình thôi, người ta biết mình bệnh gì rồi. Ta coi cái mặt mình thôi là người ta đã biết mình bệnh gì rồi. Đó. Cho nên bác sĩ lâu năm người ta có kinh nghiệm, người ta nhìn vô người ta biết. Cho nên thầy 17 tuổi thì thầy bị một cái bệnh gọi là bệnh tà. Người mẹ thầy là cái người đi cạo cắt, đi cắt giác. Ở dưới quê mình ngày xưa đi cắt giác, ai bệnh là cái bà đi, bà lấy dao la. Sau đó bà lấy miệng chai, miệng chén rồi bà cắt, nếu không có dao lành nữa. Cắt xong bà giác xong người ta hết bệnh nhưng mà người ta đau nhức chịu không nổi. Vì sao vậy? Thương tích trên người nhiều lắm. Ngày xưa có người ta cắt là cái vết cắt có khi là 5 ly cho đến cả phân. Miễn sao lấy máu ra cứu cho người đó khỏe cái đó. Rồi tính sao? Ở người đó bệnh là bắt đầu ta nói kim đó mà chích vô lên, chích vô rồi nặng. Tại ngày xưa do mình không hiểu biết cho nên tự mình ăn thuốc độc rồi tự mình bệnh đó mà. Cho nên dép Lào đó, mà chơi đưa cái tay ra, ba người đè đập, đập nó nổi dề dề lên, xong rồi cắt rồi nhát ra, nó la làng, nó la cái nó. Còn giờ này mà chỉ cần nó đau là không làm nữa rồi, chứ hồi xưa là không có vụ người đau, đau hai đứa đè, một người đập, mà đập bằng dép râu á, đập bằng dép Lào, đập rồi có la làng đi nữa thì miễn sao thì hết bệnh. Cho nên mỗi lần bệnh đâu dám nói, nói là bị tra tấn ghê lắm, nên là không dám bệnh. Mà cái người nào bệnh đó là do đâu? Do mình đi xương, đi gió, do lông suối, hết lội cái suối này đến lội cái suối khác, rồi bắt đầu nước nó thấm vô, rồi cái vừa cảm một cái là bắt đầu lội nữa là nó nhập vô đó, bắt đầu nó bệnh, gọi là bệnh ạch chuột. Rồi cứ như thế đè ra đập đấy. Thế thì mình tư duy, mình hiểu được như vậy, cái mình cảm thấy à, đâu có gì đâu khó. Do con người thiếu nhận thức về nhân sinh quan, thiếu nhận thức về cấu tạo của con người, thiếu nhận thức về lộ trình sanh tử của con người. Bây giờ mình suy nghĩ như vậy thì nhận thức đúng và xứng đáng để tử Phật. Thầy bệnh đó, xong rồi thầy đâu có biết bệnh gì, xong bắt đầu có đi thầy. Năm 17 tuổi là thầy nghỉ học, thầy đi tìm thầy để trị cái bệnh đó. Sau khi thầy trị xong thì đó là cái bên đạo Địa Mẫu trị cho thầy. Ông thầy đó đạo Địa Mẫu, ông là sát của Mẫu. Và ngày xưa mà thầy lên bên đó thầy trị thì người ta chỉ cho thầy một cái câu thần chú, chỉ là một cái chữ, tối ngày cứ ghi cái chữ đó, ghi càng nhiều càng tốt, đọc cái chú đó càng nhiều càng tốt. Thì đó là một loại bùa đó, bùa cho nên người ta gọi là bùa chúa. Bùa là có một cái chữ, mình cứ nghĩ đến cái chữ đó, mình viết riết cái chữ đó, rồi mình trì riết cái câu đó, thì mới mốt nó có công năng của nó. Công năng của nó chính là cái oai thần của cái câu thần chú, là bùa chứ. Cho nên giờ mình cứ niệm giảng sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó dạ đó đi, dạ đó chỉ đi đâu mà thì chỉ đi nó mà thì chỉ đi ăn đó, chỉ đi ăn cái nó làm gì chỉ đang là ta bà ha, là thần chú này, là bùa này, bùa đưa về Tây Phương. Ai mà cứ tới thì trì cái chú đó thì vẽ cái chữ án làm là thì sáng tỉnh, thầy rải lên mà thầy trì cái chú đó để thầy đưa về Tây Phương. Chú này là chú bản sanh, chú này là trì là hoa sen nó nở ra và đưa cái thần thức của người đó về Tây Phương. Đó nghĩa là với là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, 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 đó là thần chú. Thì sau khi thân ngoại mình chúng mình về Tây Phương, cái thần chú này, cái bùa chú này chỉ để cho mình về Tây Phương thôi. Mình lấy cái bùa chú này mình niệm cho người khác để người khác về Tây Phương. Quý vị có hiểu ý không? Đó là mình tư duy, là mình nói là không có mê tín. Tất cả chúng ta không có mê tín. Ở đây ai biết về bùa đâu, giơ tay lên thì coi. Không biết. Mà nghe thầy nói vậy có hiểu không? Bùa là gì? Bùa là người ta luyện có một câu. Thì giờ thầy nè, mấy chục năm rồi luyện cái câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Giờ này thì cho quý vị sâu chuỗi để quý vị cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị đang luyện bùa vậy thầy. Cái câu này nó trở thành là thần chú, nó trở thành là bùa chú, nó trở thành là một cái gì, cái hộ niệm cho mình. Mà mình niệm như vậy riết thì đâu có ai hại mình được, đâu có tà ma nào nhập mình được, đâu có quỷ thần nào dám gần mình được, đúng không? Thần chú của Phật, Phật cho mình cái thần chú Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy tư duy như vậy có nghĩa là không có cái ác ma nào hại mình, cho nên mình đừng có cái tâm hại người ta thì người ta không có tâm hại. Bắt đầu từ đó thầy đi tìm đạo và đi tu. Bữa chủ nhà mới hỏi thầy kể về cuộc đời của thầy, nên thầy nói là thầy thôi có duyên thầy kể cho nghe. Mà thầy cũng kể nhiều, tại quý vị ít nghe các cái video clip của thầy, chứ nghe thầy có kể. Thầy còn lên tới núi Ông Cấm á, thầy ở trong cái chỗ quán ông Năm Chuột. Cái chỗ này là cái chỗ mà thầy chứng kiến nhiều người phải 3-4 người khiêng họ lên. Vì sao? Phải cái cơ thể họ nó to đùng lên đó. Lên trên đó, người ta trị xong rồi là tự ông đi xuống núi. Nó có những cái nó ảo dữ lắm luôn, nhưng mà mình biết đó là những cái nó không có thật. Cho nên thầy biết rõ cái tư duy của thật. Nên thế giới này và vô số thế giới khác nó đều tồn tại bên nhau. Đấy. Rồi thì bữa nay thì kết luận là 5 cái lối tư duy ha. Thầy đưa ra cái khung, ai sở hữu cái từ bi thì hãy tư duy về thân, ý sinh ra cái tâm từ, miệng nói những lời từ bi và thân làm những cái việc mà mình làm sao để mà mình giúp đỡ cho tất cả mọi người. Mình thương mà mình không giúp mình chịu nổi. Mình thấy ai khó khăn là mình cố gắng tìm phương thế này, phương thế nọ mình giúp họ. Mà mình giúp là đúng quy luật nhân quả mà hôm qua thì nói nhận thức. Thì đúng quy luật nhân quả không ai mà làm dùm cho ai. Nhớ là chồng làm là chồng hưởng, vợ làm vợ hưởng nha. Cha mẹ làm cha mẹ hưởng, con cái làm con cái hưởng à. Chúng ta cũng cho nhau nhưng mà cho nhau ít lắm. Trong kinh Địa Tạng nói rằng là ai cái người con mà làm phước để hồi hướng cho cha mẹ đó, cha mẹ hưởng con phần, con hưởng 6 phần. Phải không? Ai tụng kinh Địa Tạng là hiểu chỗ này đúng không? Đó. Cho nên là theo quy luật nhân quả là ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng. Cho nên mình có cái tâm từ, nhớ là mình tu mình trứng nha. Cha mẹ cản con đi tu, thầy nói thầy không có chấp nhận. Có người nói là thầy cha mẹ không cho đi tu, tại sao thầy cũng chấp nhận cho đứa đó đi tu? Thầy nói tại cha mẹ không hiểu. Nó là chủ nhân của nó. Mai mốt mà nhân quả của nó mà tốt, nhân quả của cha mẹ không tốt thì cha mẹ đâu có cha mẹ đâu có tu dùng nó đâu. Cha mẹ không tu dùng nó. Bởi vậy cho nên nó muốn đi tu thì cha mẹ cản nó thì cái này là cái tội của cha mẹ. Đó. Còn nó đi tu mà mai mốt nó không muốn tu nữa, nó đi về thầy cũng không có cản. Nó muốn tu thầy có nhiệm vụ thầy cho nó tu. Nhưng mà mai mốt nó không tu nữa, nó đi về thầy cũng không có cản. Vì sao vậy? Đạo Phật là đạo tự giác mà. Đâu có ai cản ai đâu. Cho nên là nó đi vào con đường sáng, đi vào con đường tốt, thầy không cản. Cho nên quý vị cản thầy cũng cho luôn. Còn quý vị kiện thầy đi học. Nó không mơ nữa. Vì thầy đâu có dạy nó làm bậy bạ đâu mà thầy sợ. Cho nên đó là có tâm từ, thầy cứu giúp nó. Cái thứ hai là mình phải tư duy bằng cái tâm là ban cho mọi người. Bi là cứu khổ. Người ta đang khổ với nó, chúng sinh đang khổ, mình làm sao mình cứu người ta? Mà mình đâu có cứu hết đâu. Nên mình cứu người này, mai cứu người kia, mốt cứu người nọ. Mình cứu được, mình cố gắng mình cứu. Và cái tư tưởng đó nó đã có ở trong các cái chùa ở miền Nam đó, là chùa nào nó cũng có một cái chỗ gọi là cho thuốc người ta. Và thầy cũng nghĩ tới cái chỗ đó. Trong tương lai mà thầy lớn tuổi chúng mà thầy giao hết cho đệ tử, thầy ngồi lại một chỗ là điều đầu tiên là thầy dạy quý vị ngồi thiền niệm Phật. Điều thứ hai là thầy dạy quý vị khí công. Ngày nào quý vị cũng phải tập khí công với thầy. Và mỗi ngày quý vị tập như vậy là mới mốt quý vị nhảy lên nóc nhà được. 80 tuổi vẫn bay như diều cũng được. Người ta tập khí công rồi ta trở thành một cái con người nó đủ khả năng để mà chúng ta làm những cái chuyện gọi là người khác không nghĩ tới nổi, gọi là kinh thiên động địa. Đó là gọi là khí công. Việc thứ ba nữa là khi quý vị học khí công xong rồi đó thì quý vị sẽ trị bệnh giúp cho những người mà người ta, cái cơ thể của người ta là đau nhất do người ta thiếu canxi. Thì bắt đầu mình mới nghiên cứu thì đưa ra một cái bảng đó. Đau nhất cái gì là do thiếu cái gì. Bắt đầu chúng ta từ đó mà chúng ta sẽ hỗ trợ bổ sung cho họ. Họ khỏe rồi thì bắt đầu là hữu xạ tự nhiên hơn à. Cái người này khỏe nó đồn tới người kia, lo là mình làm không hết chuyện. Chứ mình không có sợ là mình không có chuyện làm. Thầy là vậy đó. Thầy sợ là lo làm không hết chuyện chứ không sợ là có chuyện làm. Cái xương sống mà vô cuộc sống thì rất nhiều cách để trị. Đó. Cho nên là những người mà lưng còng mình nhận luôn cái ca đó. Mình trị cho lưng thẳng lên luôn. Sau khi thẳng lại là nó còng không được. Đấy, chứ mà hồi đó nó còng không được. Nên là mình hiểu được cơ thể người. Và bắt đầu thầy mới nghiên cứu về y khoa. Và bắt đầu thầy dạy luôn tóc, ăn cái gì cho tóc từ bạc chuyển thành xanh, chuyển thành đen. Ăn cái gì biến tóc đen chuyển thành bạc trắng. Không có người rất là thích bạc phơ, tướng giống ông Tiên. Nhưng mà rồi ăn cái gì cho râu nó dài ra. Nó có cái chất để cho râu, có cái chất để cho tóc, có cái chất để bổ cho mắt. Nhớ là nó có hết đó, nhưng mà ăn bao nhiêu. Giả sử như bây giờ cái người này mắt mờ, mình có một cái chế độ ăn cho họ để cho mắt thôi ha. Thì cái phần này cứ ngày ăn chút, thì mắt họ từ từ nó sáng ra, chứ không phải họ làm nguyên một, giả sử như làm nguyên một cục về cái mắt nó đi luôn. Giống như là mình cho uống 7 ngày thuốc mà uống một lần thì nó đi luôn như vậy. Nên là cơ thể mình nó muốn mờ, nó mờ từ từ, nó muốn sáng nó cũng phải sáng từ từ. Mình nói nhưng mà để mình hiểu vậy. Cơ thể của quý vị có 70-80 tuổi nhưng mà nó vẫn dẻo, bởi vì quý vị vẫn có gân mà, chẳng qua là gân quý vị nó co lại, rồi cơ quý vị nó co lại, nó dẫn đến mình xơ cứng đó. Rồi mình làm mạnh quá thì bắt đầu nó giãn cơ, thì bắt đầu mình sợ luôn, vì cái cách đau nhất của giãn cơ là chịu không nổi. Nhưng mà bắt đầu mình biết cách mình cho nó giãn từ từ thì con người đó vẫn dẻo, rất là bình thường, vẫn khỏe, rất là bình thường. Có nghĩa là mình tư duy một cách rất là tuyệt vời. Đức Phật dạy cho mình là mình hiểu biết rồi mình giúp đỡ mọi người. Rồi cái thứ ba nữa là mình buông xả. Mà mình buông xả hết thì tự nhiên cái lòng mình nó trống trơn vậy. Không có gì phải thương, mình buông xả hết tình thương, mình buông xả hết hận thù là trong lòng của mình nó giống như một thế giới thanh tịnh vắng lặng. Rất dễ nhập vào thiền định. Và bắt đầu mình vui. Mình thấy ai làm gì cũng vui. Nó bình thường mình cũng vui, mà nó khùng mình cũng vui. Vì thế giới này khùng nhiều lắm mà. Con người ta bình thường ít lắm. Cái người bình thường nó rất ít. Vì sao vậy? Họ cái lối tư duy của họ nó bị đứt, quãng, cho nên nó đến chỗ đó họ biết rồi là họ bất đồng. Bất đồng quan điểm là bất ổn. Mà bất ổn thì ship vô cái dạng khùng. Người nào bất ổn mình ship vô đó là ship đông lắm mọi người. Còn mình suy nghĩ mà nó thông rồi thì đâu có gì đâu bất ổn. Cũng như nước mà nó không chảy thì nước tù đó, mà nước nó chảy thì nó trở thành dòng, như thế nó ổn thôi đó. Rồi cuối cùng là gì? Mình hiểu cuộc đời là giả, cho nên là mình tư duy cái bông này là thật hay giả quý vị? Bông mà đang trên bàn này là thật hay giả? Thật đúng không? Thật, nhưng mà tuần lễ nữa còn không? Thật mà tại sao hết? Chân thật bất hư mà. Này thật trong thế giới vô thường. Nó là hoa thật trong thế giới vô thường, cho nên bắt buộc nó phải hư. Cho nên quý vị nói thật nghĩa là quý vị đang bị hư. Thấy không? Chúng ta cho rằng nó là thật, nhưng mà chân thật thì bất hư. Ở trong đây là trong Bát Nhã gọi là chân thật bất hư. Cho nên quý vị hiểu nó là hoa thật, nhưng mà ở trong thế giới giả. Thế thì nó là thật ở trong cái giả, thì nó thật tướng của nó là thật, nhưng mà tướng của nó là giả. Đây là giả tướng. Giả tướng do duyên sanh. Duyên sanh này là do nắng nè, phân nè, nước nè, rồi sự chăm sóc của con người. Cho nên nó đầy đủ những yếu tố. Nó là duyên sanh. Nó đủ duyên cho nên nó sanh ra như vậy. Thì bắt đầu cũng do duyên đó nó diệt đi này. Đem ra ngoài nắng nó khô, nó héo này. Lúc mà nó nở qua mà không có nắng nó không nở này. Bây giờ có nắng nó héo rồi. Đúng không? Cho nên là duyên đó nó tạo, cũng duyên đó nó diệt. Cho nên là hồi đó mình thương cô đó là hạnh phúc. Mình nghĩ có cô đó là mình hạnh phúc. Cũng chính cô đó làm cho mình mất hạnh phúc. Đúng không? Hồi đó mình nghĩ là mình lấy được cô đó mình hạnh phúc, nhưng đến lúc mình lấy rồi mình mới biết cô đó chính là mất hạnh phúc của mình. Hồi đó mình muốn đi chơi đâu mình đi, giờ này cũng chính cô đó không cho mình đi chơi. Giờ hiểu chưa? Hiểu rồi hết. Nãy giờ không có để điện thoại đây cho nên không biết mấy giờ rồi. Cái này giống bằng giờ hôm qua rồi. Hả? Một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ quý vị có hỏi gì không? Thầy nói cho ăn gì cho mắt từ từ sáng lại. Ăn gì cho mắt từ từ sáng lại? Món là trời đánh nhám. Đó. Chỉ cái đó thì quá hay rồi. Bây giờ thầy nói có thầy chia sẻ cho 3 cái cách để làm cho mắt sáng. Cách thứ nhất là nên ngồi thiền. Hãy ngồi thiền định và lúc đầu nhắm mắt và an trú cái tâm vào trong mắt. Đem cái tâm mình đó, trong cái nội lực của mình nó có một cái sức nóng, nó hâm lại con mắt. Và gần như nếu mình chú trọng vào con mắt thì con mắt rất là đau. Nhớ nha, ngồi thiền mà tập trung tư tưởng vào con mắt rất là đau. Nhưng mà mình tập cho nó, rồi khi nó đau rồi đó bắt đầu mình dùng cái phương pháp thứ hai là chà hai cái tay cho thật nóng, ướp vào nó và dùng cái nước nhỏ mắt nhỏ cho nó mát nó lại. Cứ mình ngồi thiền mình tập trung vào con mắt thì con mắt rất là đau. Và cộng với cái thứ ba nữa là niệm Phật. Nhớ là Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Ngài có một thời gian mắt Ngài mù. Nhờ Ngài mù, Ngài không thấy đường, cho nên Ngài ngồi Ngài niệm Phật. Ngài nhìn trí con mắt, Ngài thấy đường trở lại và rất là sáng. Rất nhiều người mù niệm Phật biết sáng. Ngài ngủ tôi đâu đi đâu được đó, tôi cứ niệm Phật thôi. Thế như thế mắt sáng. Nghĩa là cái năng lượng này ta gọi là tha lực. Trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có một tha lực rất là lớn. Mà tất cả mọi người, những người đệ tử tu gần như là đang có một cái ngọn lửa được đốt, được trâu vào với nhau. Thế giới này rất là sáng. Lấy ví dụ như mình nói một cái môn thôi miên đi. Người ta nhìn vào một chỗ, người ta nhìn riết vào một chỗ, tự nhiên người ta có một cái lực, người ta điều khiển cái đó. Là phương pháp thôi miên học. Thì mình muốn thì mình gõ lên mạng, tìm hiểu về thôi miên là mình vô lớp đọc, mua cái màn hình 80 inch, mình kết nối với cái laptop hay là cái iPad, mình đưa vô đó mình phóng lớn nó lên đọc. Người lớn tuổi là không có đọc trong cái máy để chỉ cho nhỏ, mình kết nối nó vô đó, mình gõ vô đây thì mình kết nối vô cái màn hình lớn đọc, ngồi đó cứ cầm con chuột bấm cho nó cứ như thế nó lên, đúng mình đọc. Chứ người còn nếu mình không có muốn đọc nữa thì mình gõ vô là sách nói, vô trang sách nói, xong mình nói là quyển sách về thôi miên, là bắt đầu đọc cho mình nghe luôn. Ngồi đó mình ngồi thiền lắng nghe và bắt đầu mình lấy cái tâm của mình y như là cái thằng này nó bị mở đóng rồi, nó mờ, mắt mình nó kéo mây, nó cho nó lạnh quá, nó bị mở đóng. Bây giờ mình dùng cái lực của mình đó, mình sưởi ấm nó, bên trong cái lực bên trong mình sưởi ấm nó, mình tập trung cái tư tưởng vào mắt mình sưởi ấm nó. Và bắt đầu mình chà hai tay, khi hai tay nó nóng rồi mình ốp vô và mình vuốt nó, mình massage nó. Thật sự ra là chúng ta rất là quên massage mắt mình, chúng ta quên massage nó, chứ đúng ra hàng ngày chúng ta phải massage nó. Cái mặt ta mà nó nhăn là do tao quên massage nó. Chứ ngày nào tao cũng massage nó thì khỏi đi ra tiệm. Khỏi ra tiệm là tao massage nó là nó căng. Ở đây thì thấy quý vị căng hết, ít nhăn. Việt Nam mới nhăn nhiều, ở bên này thì quý vị ít nhăn. Nhưng nhớ là cái mặt mình nó căng là do mình massage nó nhiều. Đầu của mình cũng vậy, hàng ngày mình massage nó để cho nó máu nó lên vậy đó. Mắt mình nó thiếu máu, mắt mình thiếu máu thì nó mờ. Hàng ngày mình massage nó, cho máu nó tập trung lại để nó bớt mờ, nó sáng dần lại. Và mình cộng với mình nhỏ thuốc nó. Rồi còn mình ăn cái gì có lợi cho mắt thì gõ vô. Tôi tuổi 75, mình để cái độ tuổi 75, ăn gì sáng cái gì mình bỏ trên mạng hầu như nó có hết rồi. Bây giờ người ta tốt lắm, thế giới là một nhà rồi, người ta chỉ cho mình hết luôn. Cho nên những cái thức ăn bổ mắt là nó cho mình biết thức ăn gì bổ mắt. Mà nó kêu mình ăn mắt heo thì đừng ăn. Nó kêu mình ăn mắt con này con kia để cho nó sáng con mắt mình thì nó thôi, tao ăn chay. Chứ có không quý vị? Có đó nha. Trong đó nó chỉ ra là muốn bổ óc ăn óc, muốn bổ mắt ăn mắt. Đúng rồi, thì mình phải có tư duy. Bữa nay thì giảng cái bài tư duy mà. Mình nói không đâu được, mình phải có một cái tư duy, mình hiểu biết một cái rõ ràng. Người ta nói như vậy nhưng mình lọc ra cái gì mình cần, cái gì mình không cần. Rồi, vậy ha. Bởi vậy mới hỏi thầy nói là chính xác. Vậy là chú hiểu rồi phải không? Chú hiểu. Rồi đó, bây giờ chú phải tập trung ngồi thiền để tập trung vào mắt. Để y như là mình đang hâm đó. Đó là hâm bên trong. Bắt đầu cái này là hâm bên ngoài. còn lấy đồ nhỏ mắt lên, rồi bắt đầu ăn uống để cho những cái chất liệu nó bổ mắt thì nó sẽ tốt cho mắt. Nhưng đừng ăn nhiều nghe, cái gì thầy cũng khuyên ha, đừng có nhiều nghe. Bây giờ quý vị đi bộ cũng vậy, quý vị muốn tập thể dục đi bộ ha, tập đi bộ thì bữa nay quý vị muốn đi chừng khoảng 200-300 mét quay lại là ra 600, mà đi 300 quay lại 300 hết, ngày mai đi 400 quay lại, bữa kia đi 500. Chứ đừng có bắt đầu hở nói bữa nay tôi đi tập thể dục, bắt đầu bữa nay quất cây số về nằm luôn. Thì ăn cũng vậy nha, nhớ là ăn cũng vậy, cái này nó bổ nha, nhưng mà không được ăn nhiều, ăn nhiều là hư luôn á. Nó nóng, ăn nhiều quá nó nóng hơn đó. Có nhiều người mà không hiểu biết cái đó nó rất nguy hiểm. Bữa nay quý vị muốn tập thể dục khí công, quý vị đã hít thở, hít chừng 3 cái 4 cái, nhiều lắm là hít chục cái, nhưng hít nhẹ nhẹ thôi nha, nghĩa là hàng dễ vỡ. Hít nhẹ, thở nhẹ, rồi ngày mai hít sâu một chút, bắt đầu đến một lúc nào đó quý vị hít cả phút mà nó chưa hết, chưa đầy, bởi vì cái bọc nó lớn, cái phổi nó nở ra. Hít cả phút mà nó chưa đầy, còn lúc đầu mình hít có mấy giây là nó đầy rồi, bởi vì phổi nó nhỏ, không quen. Mình giống như mình bơi lội vậy thôi, mình nhảy xuống nước, mình nó ép tim, nhưng mà bữa nay nhảy xuống là nhảy chỗ cạn thôi. Và mình cứ tắm chỗ cạn rồi mình dần sâu dần, bắt đầu từ từ. Mình mới xuống nước lâu rồi, từ không có dòng nước, thôi bây giờ xuống nước ngồi nữa thôi, thọt 2 cái chân xuống, búng đó. Ngày mai xuống tới rúng, mốt xuống tới ngực, rồi từ từ xuống tới cổ, từ từ mình ra. Thì bắt đầu cái phổi mình nó quen với nước, rồi bắt đầu mình lặn xuống dưới 3 giây, rồi 10 giây, 20 giây, rồi mình lặn 1 phút, 2 phút. Thì từ từ cái phổi mình nó không bị nước, nó quen với nước, đúng không quý vị? Ai mà từng như vậy là thầy nói là hiểu đi. Bản thân thầy hồi nhỏ là sống với nước luôn, nhưng mà lâu lâu thầy không xuống nước rồi, thầy xuống mà nước nó còn làm cho thầy bị ép, nó ép tim, cái tim mình nó đập mạnh hơn, và gần như thầy bơi không nổi, thì tại vì nó không quen. Văn ôn võ luyện, hồi xưa thầy dạy võ, mà giờ này thầy chỉ lấy vỏ bội trùm vô. Nhớ là khác rồi nha. Hồi xưa từ trên đây nhảy xuống là chuyện bình thường, còn bây giờ từ trên ghế nhảy xuống cái chừng đấy. Nghĩa là mình không tập là mình phải biết, chứ không phải là cái cơ thể mình lúc nào nó cũng giống vậy đâu. Mình nói hồi nhỏ mình nhảy từ trên xuống, đường giờ mình nhảy từ trên xuống mình đi chôn luôn đấy. Đó là lối tư duy logic. Rồi còn ai hỏi gì nữa không nè? Rồi xin mời. Cho con hỏi dùm là mẹ con nay trong bệnh viện, mẹ con biết là tại mai giảng nên mẹ con nhờ hỏi dùm. Mẹ con nói sao suốt cuộc đời mẹ con đi làm phước không ạ? Tại sao mẹ con gặp một cái nạn quá lớn như vậy? Rồi. Nghĩa là người làm phước tại sao phải gặp nạn? Theo tư duy logic của nhân quả đó, thì đời trước đó, chúng ta có tạo phước và cũng có tạo tội. Đời này nè, chúng ta vẫn có tạo phước và vẫn có tạo tội. Cho nên phước tội nó đang xen với nhau. Và quy luật nhân quả thì nó ghi chép cho mình không sai sót bất cứ một hành vi, một lời nói, một suy nghĩ nào hết. Nhưng đó là nhân quả của mình mà. Bởi vì nó tan thành khí và nó tụ trở lại. Thì cho nên mình bản thân mình mà mình còn không biết năm rồi mình làm gì nữa, đúng không quý vị? Bản thân mình còn không nhớ năm rồi mình làm gì nữa, thì làm sao mà mình nhớ hết quá khứ của mình, và mình nhớ từ nhỏ tới giờ mình làm cái gì? Đồng ý không nè? Cho nên cái vấn đề chúng ta thiếu một cái nhận thức một cách rõ ràng về cái tiến trình tư duy nhân quả, dẫn đến chúng ta thường trách mọi người mà quên trách bản thân mình. Thầy lấy ví dụ, trong quá khứ mình làm nhiều cái việc nó không tốt, mà nó tích lũy nhiều việc không tốt, nó trở thành một cái quả báo bây giờ mình phải chịu. Cái việc phước mình làm á là nó vẫn có, nhưng mà cái việc phước này nó không bù đắp cho cái kia được. Quý vị hiểu ý nào? Cái nghiệp này mình tạo thì mình phải trả cái nghiệp này, còn cái phước này mình tạo thì mình sẽ hưởng được cái phước này, chứ không phải mình nói tôi làm cái phước này tôi bù qua cái chỗ này nữa, không bù được. Nhưng mà có cái bù được, có cái bù được, còn có cái không bù được, thì đành phải chịu thôi. Chứ không phải là mình nói Mình nói là mình làm phước là mình không phải chịu cái nghiệp quả đó. Nhưng mà thầy nói như này, có nhiều đứa con nó lại hỏi thầy: sư thưa thầy, mẹ con cả đời ăn chay, làm phước, niệm Phật, mẹ con là Bồ Tát của chúng con, nhưng mà tại sao mẹ con phải chịu một cái bệnh mà tai biến, mà nằm một chỗ mà đau đớn, mà vất vả như thế này? Thầy mới nói như này: con, khi mẹ con sanh tụi con ra rồi, tụi con lớn lên rồi thì mẹ con bắt đầu ăn chay, niệm Phật, làm phước. Nhưng mà trước đó tụi con đâu có biết. Vì thương tụi con mà mẹ con làm rất nhiều việc ác đó. Rồi bà hối hận lúc này mà bà ăn năn, bà quay trở lại bà ăn luôn cả củ năng, củ sắn, củ bình tinh gì, bà quất hết luôn. Nhưng mà bây giờ bà vẫn phải trả cái quả báo đó. Đồng ý không quý vị? Quý vị có đã từng làm ác chưa? Có từng làm ác không? Ác quá rồi giờ đến tin. Còn đến bây giờ vẫn còn làm ác chưa bỏ, thấy không? Vậy thì mai mốt mình nói là mình làm cái việc thiện mình còn điếm được đó, chứ việc ác mình điếm không nổi đâu. Giờ thầy nói quý vị nguyên một cái chảo tép để mà quý vị cứu bánh đáng thôi, mà quý vị bao nhiêu lần, đúng không? Rồi bây giờ mình làm nhiều cái việc nữa, rồi chỉ nói sát sanh thôi đó, thì cái quả báo nó nhiều lắm chứ. Mình nói mình đền mạng thì đền biết qua chừng nào cho nó hết, đúng không? Còn mẹ con đã từng đập đầu cắt cổ biết bao nhiêu rồi, giờ này người ta mới mổ cái đầu cái nó sao vậy, đập người ta biết bao nhiêu, đúng không? Giờ thầy hỏi ai đã chưa từng không bao giờ đập đầu con nào, giơ tay lên. Trời ơi, đập tùm lum nên đâu dám dơ. Vậy thì bây giờ mình mổ có cái đầu cơ, mà mình nói là tại sao tôi làm nhiều việc thiện mà tại sao giờ tôi phải chịu quả báo đó? Không khó đâu. Mình mổ 10 lần vậy cũng chưa bằng nữa, chưa bằng cái mình đập đầu người ta, đúng không? Bây giờ có nhiều người còn ác ôn nữa, nó ăn khỉ, nó để nguyên con khỉ sống vậy, nó chặt ngang cái chõm này nè. Vậy thì hỏi là ăn bao nhiêu lần như vậy rồi nhiều đời sau nó phải trả bao nhiêu lần mổ cái đầu của nó ra. Chuyện đó là chuyện mình hiểu rằng mình có làm phước mình vẫn có tạo tội, cho nên tội nào phước nào thì nó cái nào nó bù trừ được, còn cái nào nó không bù trừ được. Có người nói là con giúp đỡ hết người này người nọ người kia, tại sao mà con phải bị nợ nần, con phải bị người này người kia nó giật, nó lấy, nó mượn nó không trả. Thì mới nói trời, cái đời trước bà gạt người ta dữ lắm rồi, đời này bà trả lại nhiêu đó chưa có đủ đâu, trả cho đến lúc chết đó còn đòi đó. Mà thầy nói vậy quý vị có đồng ý không? Tư duy cái mình hiểu được, mình chiêu trừng gạt người ta. Giờ bị người ta gạt có mấy vốn thôi, chưa ăn nhầm vậy. Thầy còn bị đừng nói gì. Như vậy mình loại suy quả báo của mình đã từng gạt người ta chưa? Có nhiều người nó can cường lắm, nó đến nó mượn xong rồi nó mượn nữa, mà nó không bao giờ nghĩ nó trả. Quý vị đã từng có chưa? Có nhiều người nó kỳ cục lắm, nó nghĩ nó mượn không mà nó không bao giờ nó nghĩ nó trả. Đó. Nó nghĩ là mình chắc thiếu nợ nó nhiều đời nhiều kiếp, mà mình với tư duy là đúng lẽ thiệt ta. Chắc là đời trước tôi cũng lấy nó mà tôi không có nghĩ tới việc trả. Giờ này nó lấy của tôi, nó cũng bao giờ nó nghĩ tới tiền trả. Tôi nghĩ chắc là tôi phải trả nợ cho nó. Mà nếu mà tao đời trước tao không nợ mày thì đời sau mày cũng phải trả tao thôi. Cái quy luật nó như thế, chứ không có gì hết á. Tao hiểu nhân quả rồi, tao không cần đi đòi. Mày trả, mày không trả là xem như là tao thiếu nợ mày. Vì tao cũng đâu có thời gian đâu mắc mớ đòi mày. Đi đòi nó mất công, nó khóc, nó la, nó kể lễ mất thời gian nữa, mà mất lòng nữa. Không, chừng nào mày có tiền mày trả, mày không trả mày thiếu nợ tao đời sau mày trả. Mình cứ lo mình làm thôi. Mình nhớ là một là cho mượn nợ, một là cho mượn. Mà cho mượn thì mặc định nhớ là cho luôn đi. Để chi vậy? Họ mất công đi đâu. Đi đòi là vừa mất tiền mà mất tình nữa, có đúng không? Mất tiền mà mất tình nữa. Mà có khi nó thiếu nợ mình xong nó trốn luôn, gọi điện thoại nó không bắt. Thấy mặt mình nó né luôn. Cho nên mình cho ai mượn tiền làm nhớ luôn cái chỗ này. Một, mất tiền. Hai, mất người. Nên là nó lại nó mượn tiền thì nó thôi giờ thì cho được không, chứ mượn rồi mai mốt cũng trả rồi mất lòng nữa. Đó, cái tình trạng gì nó dễ xảy ra. Mà mình cho mượn thì phải cho mượn nhiều, còn hỏi cho thì đâu có cho nhiều được. Vậy nghĩ vậy cái mình thấy hạnh phúc. Tại vì các vị triết gia người ta nói vậy nè, cho người khác mượn một cuốn sách hay là người ngu. Có cuốn sách hay mà cho người ta mượn là người ngu. Mà mượn được một cuốn sách hay rồi mà đem trả là ngu hơn. Quý vị nghĩ là cho nó mượn là nó có trả không? Không. Cho nên là có cái gì hay mà cho nó mượn là ngu. Mà nó mượn mà nó thấy hay quá rồi nó đâu có trả. Đó. Rồi giờ còn ai hỏi gì nữa không? Mà tư duy như vậy logic không? Hợp lý không? Hợp lý ha. À, cái nào không hợp quý vị nói nha. Vì thầy nó học nhiều quá rồi giờ không biết lấy cái gì ra. À, quý vị biết là đọc sách cho đến nỗi mà đọc cái gì ra cái thấy cũng dở hết trơn. Mà khi đọc nhiều cuốn rồi giờ lật cái cuốn này ra thấy dở quá là không muốn đọc. Là lật coi nó ghi cái tựa đề gì. Có khi đọc là đọc cái list á. Cái list là nó làm cái dàn bài. Đọc cái dàn bài là nói luôn cái nội dung ở trong. Có khi mình đừng nói hay hơn, nói viết. Nên là lật cái dàn bài ra nổi. Thì cho con xin hỏi câu của thầy. Rồi. À, mẹ con nói là mỗi lần đi từ thiện về, cái đi cúng chùa về, cái hết tiền, cái bắt đầu giận con cái rồi. Sao mày làm gì mày không cho tiền tao, cái hỏi ủa tiền mẹ làm cái gì, nó tao đi cúng dường hết rồi để lại tạo phước cho mày. Vậy rồi xong cái tụi con không cho nó, không cho mẹ ăn thì cho, chứ mẹ đi cúng dường không cho, cái phải ra nó mượn giọng cúng dường. Vậy thì có phước hay là không vậy thầy? Rồi. Phước á là do tâm tốt. Bà cụ bà có cái tâm tốt. Mà tiền không phải của bà. Đúng rồi. Thế gian này nè, tiền có phải là của mình không? Tiền cũng chỉ là người này đưa người kia đi, người nọ mình đâu có in tiền đâu, cho nên tiền đâu phải của mình. Tiền là vật ngoài thân. Nhưng mà cái tâm tốt nó khó. Tâm tốt chính là phước. Mà bà gặp người này bà phát tâm, bà gặp người kia bà phát tâm, rồi bà kêu gọi con cái. Thì cái việc con cái cũng giống như là thí chủ của bà vậy. Còn mày cho không cho tao đi mượn, là tao đi mượn mày thấy tao thiếu nợ thì mày trả. Chuyện đó là sư phụ tán đồng. Thật sự ra người lớn tuổi phần lớn tham không có cho được. Nè. Phần lớn tuổi chừng nào tiền cứ bỏ trong đó rồi lôi ra điếm, điếm xong rồi bỏ vô khóa lại. Rồi tối đợi nó ngủ hết đem ra điếm, mất ngủ. Mất ngủ vẫn chấp nhận, miễn thấy tiền là nó an. À, không có tiền cũng bất an. Cho nên người lớn, người già mà con cái cho tiền, cho vàng là hại cha mẹ mình. Nhưng mà không cho bà chửi. Nhớ vậy nha. Cho nên con cái cứ cho vì cha mẹ là con heo đất. Cứ cho, à có tiền cứ cho bà. Cho, đừng có cho nhiều, cứ cho ít. Cứ gặp mặt là cho tiền thì bà vui. Bà vui xong bà cất vô xong bà lôi ra bà coi. Còn xong bà cất vô, cái quay qua quay lại vì bà thường quên. Bà thường quên. Muốn lấy của bà cho bà lại thì phải lấy ít thôi, đừng lấy nhiều. Lấy nhiều bà biết. Có khi bà không biết đâu. Bà chỉ lôi ra bà thấy còn cái cọc thôi. Nhưng mà trang trên là tiền, trang dưới là giấy. Cái gì nó lấy thôi. Đó. Đó là cách mà những đứa con mà nuôi cha mẹ già mà bị lẫn. Mà biết bà tham, biết cha mẹ tham cho nên cho tiền. Cứ gặp mặt là phải cho tiền thì bà mới vui. Đó là một cái giá trị tinh thần đó nha. Gặp mặt là phải cho tiền, đứa nào cũng phải cho. Cho cái này, cho cái nọ, cho cái kia. Sau đó bà vô bà bó, bà chít. Bà có lấy cái bàn ủi, bà ủi nữa. Ừ. Xong bà cột lại, bà bỏ vô một cọc vậy đó. Xong rồi đó bà khóa lại cái bà quên. Bà để chìa khóa đó luôn, cái mình vô. Mở ra. Mình cắt cho một cọc giấy số, mình cọp ở dưới, ở trên là tờ tiền. À, bà đâu có điếm, bà điếm không nổi. Lúc đầu bà điếm, sau đó bà không điếm, bà thấy tiền ở trên là được rồi. À, đó là mánh khóe của sư phụ. Nhưng mà nhớ là những người già đó là có nhiều người rất là tham. Thầy nói rõ, quý cụ có tham quý vị để ý, thầy cũng nói quý cụ. Thầy chỉ nói người lớn tuổi phần lớn khi người ta sợ người ta bệnh đâu có tiền. Đó là ở Việt Nam thôi, chứ ở bên đây thì không sợ. Ở bên đây thì không sợ là đi là có Medicare rồi, có chính phủ người ta lo rồi. Nhưng ở Việt Nam này vậy, người lớn người ta thủ tiền. Cho nên đó, những người mà lớn tuổi mà thủ tiền như vậy đó, cho nên trong kinh Địa Tạng nói là vì người bệnh mà lấy cái tài sản của người bệnh đó, làm cái việc phước và nói cho người bệnh nghe. Trong kinh Địa Tạng có cái đoạn này, nói cho người bệnh nghe. Thì cái người bệnh nghe mà sanh tâm hoan hỷ thì cái phước của người đó nó tăng trưởng. Mẹ con đi làm từ thiện mà con phát tâm, điều đó tốt. Nên con không có thời gian đi làm, cho nên là con đưa cho bà đi làm. Đó là báo hiếu, mà vừa là tạo phước cho bà. Đến lúc bà chết con làm phước để hồi hướng cho bà, không bằng bây giờ bà sống con đưa cho bà đi làm phước. Sợ bà không có cái tâm, bà không phát tâm thôi. Bà chơm của người mà bà không cho người, cái đó mới nguy. Những người lớn tuổi là sinh ra cái tâm tham thì cái đó mới nguy. Chứ bà mà có cái tâm từ bi, bà cho người này cho người kia là tụi con cứ cho bà. Bà đi cho người này cho người kia. Cho nên bây giờ đến bản thân của sư phụ mà còn phải thường cho sư Thái. Tết sư phụ đổi cái tiền lẻ lẻ là cho bà, để bà cho đứa này đứa nọ đứa kia, bà vui lắm. Bà cho đứa này đứa nọ đứa kia, bà vui lắm. Thì thế thì mình báo hiếu cho bà rồi. Chứ lâu lâu là thả cho bà một cọc, mà giấy 10.000 tiền cọc đó có 1 triệu đương nhiên. 1 triệu tính ra tiền Úc thì có 60-70 đô gì đó. Bà thả cho bà quyên một cọc, bà gặp đứa nào bà cho đứa này. Mà thầy khuyến khích bà cho để chi, bà vui, bà cho bà hạnh phúc đó. Bà gặp đứa này vậy bà cũng cho, thì tự nhiên bà cảm thấy bà vui, chứ nó không bao nhiêu đó. Nhưng mà bà cho nó rồi thì nó lại kiếm cái khác nó cho bà, thì thành thử ra bà là cái người cho lì xì cho nó có cái lọc, nó lại lấy cái khác nó cho bà thì chứ bà vui. Thế thì bà cho bà được vui, mà người khác cho bà lại trong cái tình thương nó vui. Cho nên người lớn cần con cái hiểu cái chỗ này. Cha mẹ mà về quê thì cần phải cho tiền nhiều hơn. Bà về bà cho hết người này người nọ người kia, mà bà cho thì người ta cười, bà không cho người ta chửi. Bà phải cho, mà bà làm gì ra tiền cho, bà cho tiền bà về quê. Cho nên những người lớn tuổi mà về thăm quê hương mà không có tiền buồn lắm luôn, không có tiền buồn lắm. Những người già về thăm quê hương con cái phải cho tiền, mà phải cho quà đem theo nữa. Đi tới đâu cũng móc cái phần quà cho người ta vui lắm. Vậy nhưng không, mốt hứa với bà đi, hứa bà đi, bà hết bệnh rồi cứ cho hàng tháng, cho điều. Vậy là bà hết bệnh, không cho là bà bệnh vài bóng đó. Nghe cho bà hết bệnh luôn. Bà nghe cho bà hết bệnh. Má hết bệnh đi con cho 100.000, rồi bà hết rồi. Bà tranh thủ hết để hưởng. Còn giờ không đứa nào cho đồng nào, có hết bệnh cũng nghèo, thôi khỏi. Rồi, còn ai hỏi gì nữa không ạ? Lâu lắm mới gặp thầy đó. Vì thầy cũng lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Có cô thì nói 4 năm, có cô nói 5 năm, kể mấy năm kể thầy đâu nhớ nổi đâu. Nhiều quá, gặp nhiều. Thầy đi khắp thế giới cho nên thầy qua Anh được 3 lần. Qua Mỹ chắc được 8-9 lần. Còn qua Úc thì điểm không nổi. Thì quý vị ở Úc này chứ quý vị dám đi chưa hết các cái tiểu bang đúng không? Thầy đã đi vòng vòng hết các tiểu bang và đi thường như vậy. Cho nên thường tốn tiền máy bay. Thầy là người Việt Nam nhưng mà đi qua Mỹ là gần như đi hơn 1/4 tiểu bang của nước Mỹ. Giả sử nước Mỹ là 50 mấy, 52 tiểu bang, thì thầy đi nước Mỹ chắc cũng khoảng được 30-40 tiểu bang, nên là đi rất là nhiều. Nhưng mà người nước Mỹ, người ở Mỹ thì chắc cũng đi không bằng thầy, vì thầy là người dân tộc. Thầy thường đi. Rồi còn ai hỏi gì nữa không ạ? Nếu không hỏi nữa thì thầy nói 3 câu nữa nghỉ ha. Câu thứ nhất á, nếu cho tôi được suy nghĩ, tôi được tư duy, thì tôi luôn nói với tôi một câu rằng tôi cảm ơn sống trong thế giới biết ơn. Tôi cảm ơn cha mẹ đã sanh tôi ra. Tôi cảm ơn thầy tổ đã cho tôi giới thân huệ mạng. Tôi cảm ơn tất cả mọi người, vì tôi không nhờ mọi người tôi không có sự sống. Và tôi cảm ơn thế giới và nhân loại đã cho tôi một tri thức để tôi sinh ra trong cuộc đời này, để tôi được học. Và nếu tôi muốn học được những cái gì hay thì đó là những kinh nghiệm xương máu của người xưa. Cho nên tôi biết ơn luôn những người đã ngã xuống, đã có một cái lao động tư duy, lao động trí tuệ để cho tôi đời sống trí tuệ, để tôi học và tôi thừa hưởng. Tôi cảm ơn những người đã lao động tay chân để cho tôi những sản phẩm trong cuộc đời. Như vậy ta sống trong thế giới biết ơn thì chúng ta phải có một cái nội lực là làm cái gì đó để đền ơn lại những người đã cho ta cái ơn đó, đúng không quý vị? Là ta sống trong thế giới biết ơn. Điều thứ hai, nếu cho tôi có một sức mạnh, tôi xin làm một người cứu vớt hết tất cả mọi người. Vì con người ta đau khổ lắm, nhưng mà tôi đâu có cái quyền năng đó để giúp cho mọi người đâu. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng làm sao để chúng ta nâng cấp mình lên. Muốn giúp được mọi người chúng ta phải giỏi, mà muốn giỏi chúng ta phải học và chúng ta tập luyện nữa. Cũng giống như bây giờ tôi muốn nói với quý vị 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, có phải là tôi phải học và tôi tập luyện không? Tôi đưa quý vị để cho quý vị nói một vấn đề nào đó, y như là tôi bây giờ tôi lên một sân khấu, tôi thuyết trình về một chủ đề. Quý vị chỉ cho tôi chủ đề đó, tôi nghiên cứu trong vòng một thời gian. Nếu tôi nhận chủ đề đó mà tôi thấy cái vốn tôi có 50% rồi, thì tôi chỉ cần mất 1 ngày nữa thì tôi có thể tôi nói. Quý vị đặt hàng tôi là nói bao nhiêu lâu? Nếu quý vị nói tôi giảng cái chủ đề đó trong gần 1 tuần lễ, mà mỗi ngày như vậy tôi giảng bao nhiêu tiết, thì tôi sẽ soạn bấy nhiêu tiết để tôi giảng về chủ đề đó, thì tôi sẽ có thời gian để tư duy nghiên cứu về nó. Như vậy thì tôi phải có khả năng tư duy nghiên cứu. Còn bây giờ tôi đặt hàng quý vị không dám nhận, là quý vị thiếu cái khả năng đó. Quý vị chưa có cái nội hàm, dẫn đến quý vị không dám nhận. Quý vị không dám nhận cái việc đó. Như vậy thì ta có rồi, nhưng mà không bao giờ đủ. Học nữa và học lại, chúng ta không bao giờ đủ. Cho nên chúng ta hiểu biết một vấn đề và chúng ta luôn luôn phải nâng cấp mình. Bản thân tôi vẫn phải đi học mai. Vì sao vậy? Đến một lúc nào đó ta sống một mình, mà ta có kim có chỉ mà ta không biết mai thì sao? Cho nên tôi vẫn phải đi học mai. Tôi may bằng tay là hồi nhỏ tôi may rồi, lớn lên tôi đi học may đạp bằng máy, và tôi may luôn công nghệ, để máy công nghiệp. Và cứ như thế, có chỉ thì chỉ cần tốn chỉ một chút thôi, giải thì mình cứ may tới may lui, căng về mình cứ ngồi đó. Nếu mình đạp thì mình vừa đạp mình kết hợp cái đạp với lại cái kéo, còn hở mà mình bật cái nó lên nó tự chạy thì mình chỉ còn dịnh nữa thôi, thấy không? Rồi mình phải lặn như thế nào để cho nó xây ra một cái vòng tròn, rồi mình cho nó vô, đi vô đường nào cho ra đường nào. Khi nó vô mà nó thấy đường chỉ, mình ra vẫn thấy đường chỉ là biết mình còn dở. Cứ như thế mình tập để mình mốt. Người ta có sẵn cái công nghệ hết mà mình không biết là lỗi của mình không học đó. Tôi đi học cắm hoa, nó nói thầy bông hay trái mà đi học cắm hoa. Tôi nói muốn bông, muốn trái hay trái. Nó hỏi tôi bông hay trái là trai hay bóng đó. Khi tôi đi cắm hoa thì tôi biết chủ đề nào là chủ đề cho mẹ. Mà ở đây cắm như thế nào là mẹ với con cái, là con cái mà dâng lên cho mẹ, thì khi người ta đặt hàng thì hỏi là người ta là ai, tặng cái hoa này cho ai, để mình cắm cho nó đúng chủ đề. Người ta là nam mà ta tặng cho người nữ, người ta đặt cái bông hoa của người nam tặng cho người nữ, mình phải cắm cái hoa gì là của người nam tặng cho người nữ. Còn đây là người nữ tặng cho người nam thì mình phải tặng cái hoa gì là tượng trưng cho người nữ tặng cho người nam. Như vậy tôi đi học là để tôi biết cái cách cắm và cái ý nghĩa của các loại hoa và dáng của các loại hoa cắm như thế nào cho nó phù hợp với đối tượng nhận và đối tượng tặng, nhớ không? Khi tôi đi học là tôi biết vậy. Cho nên bây giờ thi người ta đưa ra cái chủ đề thi cắm hoa như thế nào thì mình phải biết chủ đề của người ta để mình cắm theo chủ đề đó, vậy đó. Cho nên tôi đi học, chứ còn tôi không có làm nữa, vì tôi làm đệ tử nó bỏ. Thầy vô bếp thầy học nấu ăn, nhưng thầy không nấu ăn, vì thầy nấu ăn xong nhà bếp nó bỏ. Vì cái người mà có tư duy, họ nấu ăn sẽ ngon hơn người khác, nhớ nha. Mình mới vô thì rõ ràng là nó không ngon, nhưng mà nấu ăn một thời gian là chắc chắn cái người có tư duy logic, có nhận thức, người ta sẽ nấu ăn ngon. Vì vậy mình nấu ăn ngon thì cái người trong bếp mà người ta không có học, người ta không có tư duy, người ta nấu ăn dở, người ta sẽ bỏ, người ta bắt mình nấu luôn. Cho nên là thầy Pháp Hòa đó, ông vô bếp ông nấu thì thầy thấy rất là thương, nhưng mà vì ông muốn có Phật tử nhiều cho nên ông vô bếp ông nấu luôn. Thì thầy chúc mừng sư huynh, chứ tôi không làm. Bởi vì mình nấu ăn ngon rồi bắt mình nấu hoài chứ. Cái lối này là lối tư duy. Cho nên là cái gì chúng ta phải học, mà chúng ta muốn giúp đỡ mọi người thì chúng ta phải học. Mà ở xã hội nó có 3 cái tầng lao động. 1 là lao động tay chân, 2 là lao động mối quan hệ xã hội, 3 là lao động tư duy trí óc. Cho nên thầy chọn cái lối lao động này. Lối lao động này nó gọi là thượng tầng. Mà lối lao động này thầy cũng vẫn không bỏ lối lao động tay chân, thầy làm hết mọi loại lao động tay chân. Nhưng thì chọn lối lao động này. Lao động này là lao động đời này và đời sau. Sanh ra là nó thông minh hơn người khác, nhớ vậy đó. Còn quý vị thích lao động tay chân thì sanh ra quý vị giỏi hơn người khác nhưng không có thông minh. Thì luôn luôn mình làm công nhân cho người ta, là một người công nhân giỏi, một người thợ giỏi, nhưng không phải là một người có một tư duy giỏi. Đó là điều thứ hai. Nếu cho tôi một quyền năng, tôi sẽ giúp hết tất cả mọi người bằng những gì có thể của tôi. Đó. Mà nghĩ tới cái đó là mình hạnh phúc. Cái việc thứ ba nữa là trong lộ trình sanh tử, ai sanh ra rồi cũng phải chết. Thì trong lộ trình sanh tử, tôi mong rằng tôi học giáo pháp của Như Lai để tôi chỉ cho quý vị sanh từ đâu và chết đi về đâu. Do vậy bữa nay quý vị không hỏi, cho nên cái đó nó dành cho buổi kế tiếp gặp nhau. Đó là gọi là bỏ mối. Tôi sẽ dạy cho quý vị từ đâu quý vị sinh ra. Ai hỏi cái điều đó tôi sẽ chỉ cho. Và tôi chỉ trước rồi cho quý vị hỏi tôi chỉ. Bữa nay hết giờ rồi, tôi cũng kết luận rồi. Giờ có hỏi cũng không nói. Ta bỏ mối rồi mình. Phim nó tới giai đoạn hay, hết tập. Nên mình thích vậy là chừng nào. Cái đó nó gọi là hồi sao phân giải. Cứ có điện là có thầy. Thì thầy có lập hai cái group. Một là cái group Zalo. Cái group này là thầy gửi các cái bài và những cái bài thầy giảng. Thầy giảng về căn bản. Thì mới đầu thầy giảng về tam quy ngũ giới, sau đó thầy giảng về thập thiện, sau đó thầy giảng nâng cao lên là tứ diệu đế hay là lục đạo ba la mật, rồi tới các cái pháp cao hơn. Thầy giảng trong đó đó cái căn bản, cái Phật học căn bản là thầy giảng trong cái group Zalo. Hồi đó là nếu thầy có ở nhà thì thầy có cái bản là giảng cái buổi thứ mấy, thầy để buổi thứ mấy luôn. Buổi thứ nhất thầy giảng tam quy ngũ giới, quý vị chưa học bài đó vô bài đó nghe. Buổi thứ hai thầy giảng thập thiện, quý vị chưa học thập thiện vô buổi đó nghe. Như vậy thì có một cái logic là lớp học Phật pháp căn bản, từ thấp đến nâng cao. Rồi thầy có mở cái group Telegram, thầy dạy tối 7:30 Việt Nam, thì ở đây mình là 8:30 của Úc, Phật Tây Úc. Nếu quý vị muốn nghe chánh tín niệm Phật giảng sanh Tây Phương thì quý vị vô group đó. Thầy giảng từ 15 phút cho đến 30 phút. Lúc nào mà không có việc gì thì thầy giảng 30 phút. Lúc nào công việc nó nhiều thì thầy giảng 15 phút thôi. Mà sáng giảng 15 phút là lúc 5 giờ sáng ở Việt Nam. Thì ở đây quý vị là 6 giờ. Ai muốn theo dõi thì vào trong đó mỗi ngày. Sáng nghe, chiều nghe, sáng nghe, chiều nghe, nghe riết nó mới thấm. Mưa lâu nó thấm đất. Giả sử thì giảng chữ Nam Mô là quay về. Mà quay về đâu? Quay trở về với bản tâm thanh tịnh. Mình có Phật tánh, quay trở về với Phật tánh của mình. Quay trở về với bổn nguyện của chư Phật, với thế giới Tây Phương thanh tịnh vô sanh. Quay về với chữ A. A là thế giới, là cõi. Cõi này vốn không sanh không diệt, nhưng do duyên sanh nên nó có tướng sanh diệt, chứ còn thật tướng của nó là không sanh. Đấy, thì cảnh giới Tây Phương là không sanh. Rồi Di Đà là bản thể, là Phật tánh, và tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Rồi chữ Phật là một lộ trình từ địa ngục cho đến Phật. Chúng ta một lộ trình, chúng ta vượt qua, chúng ta chiến thắng chính mình, chúng ta sẽ trở thành một bậc siêu xuất, trở thành Bồ Tát, trở thành Phật. Đó là một quá trình niệm chữ Phật để chúng ta có một quá trình trở về và hướng đến con đường trong sáng và giải thoát. Mỗi ngày thầy lấy dưới lăng kính này để nhìn về thế giới Tây Phương và nhìn về câu niệm Phật. Bữa nay thầy lấy nhân quả, thầy nhìn qua câu niệm Phật và về Tây Phương. Mai thầy lấy vô thường, thầy nhìn qua. Mốt thầy lấy về Bát Nhã, lấy Thanh Gương Bát Nhã thì nhìn về câu niệm Phật. Có nghĩa thầy nhìn qua lăng kính nào về câu niệm Phật và cảnh giới Tây Phương. Hiểu không? Mỗi ngày thầy đều nói như vậy. Thì quý vị mới thâm nhập từ từ. Chứ không phải đạo Phật là một ngày, một bữa mình có thể thâm nhập được đâu. Mình hiểu từ từ. Rồi bây giờ thầy lấy sự sanh diệt để thầy nói về cảnh giới vô sanh. Qua lăng kính sanh diệt để nhìn về cảnh giới vô sanh là thế nào? Có nghĩa là con cá mà nó nghĩ đến bầu trời của con chim thì ra làm sao? Thấy không? Cho nên con rùa nó xuống nó nói con cá nghe, con cá đâu có nghe. Con cá đâu có tin, vì cá có bao giờ nó lên, có chân đâu lên, nên mà nó nói xe chạy rồi người đi, rồi chim bay, rồi âm thanh này, âm thanh kia. Thì con cá ở dưới nó nó không chấp nhận cái lời nói của con ruột, thì mình làm sao mình có thể chấp nhận được những gì của chư thiên hay là những gì của địa ngục? Thế giới này khác nhau. Chúng ta ăn bằng cơm, còn họ ăn bằng mùi hương. Thế giới của cõi trời hương tích thì của Ngài Duy Ma Cật á, Ngài Duy Ma Cật là một vị Bồ Tát ở cõi hương tích, Ngài sanh qua đây. Vậy thì quan điểm tư tưởng của Ngài Duy Ma Cật như thế nào? Nếu đủ duyên mà quý vị có một cái lớp học ở bên này, quý vị gắn kết với nhau, thầy đưa một số người vô, rồi quý vị phải mời người khác, quý vị cài đặt cho họ bỏ vô, xong rồi thì thầy có một cái lớp học, thì thầy sẽ đưa bài lên cho quý vị học. Rồi khi thầy qua đó, thầy giảng, thì ở Sydney họ được học Duy Ma Cật luôn rồi, họ học rất nhiều kinh, ở bên đây mình chưa được học. Thì thầy muốn có duyên thầy qua bên đây, cứ hở 3 ngày thì thầy giảng 3 đêm, thầy giảng 3 đêm, vì thầy đi nhiều nơi mà. Nếu thầy đi qua đây 7 ngày thì thầy giảng 7 đêm, còn ai không đến nghe được thì vẫn có cái group để nghe vậy đó. Mà ta nghe thì ta nghe có thứ lớp như vậy thì ta mới hiểu được. Còn mà mình nghe lâu lâu mình nghe bữa cũng như cưỡi ngựa xem hoa vậy thôi. Đối với Phật giáo không có vốn. Vậy ha. Đây là hết nha. Rồi, hẹn gặp lại lần sau.